là sư ơi, nguyên một cái dòng tâm thức nó dài vậy mà tại sao có một khúc đề thiện ác hả sư? Nha. Không, thì tôi hỏi cô cái này, hồi nãy tôi có hỏi cô chuyện đầu tiên là tài sản ẩn. Cái tài sản ẩn là tài sản mà mình không cân được đúng không, Nha. và nếu cân thì nó bao nhiêu hết á, nhưng mà nó có phải là quyết định toàn bộ gia tài của cô không? Tuy là nó ít thiệt, nhưng mà nó thấy nó ít, nhưng mà thật ra nó không có phải là thiếu, nó phải là nhỏ chứ, thấy nó ít nhưng mà nó phải là nhỏ. Tại vì cô biết tâm nó sinh diệt rất là nhanh, trong một phút như vậy á, tại tại cái đoạn này nó tới 7 thứ lận, cái chặng này nè nó tới 7 sát na lận, mà trong một giây đồng hồ trong kính nó 1 giây như vậy nó tới mấy triệu cái bảy này Cái khoảng này nó là 7 sát na. lận. Tại vì nãy tôi viết tắt á, tôi viết thì có một cái thôi chứ thật ra nó 7 sát na, đi mỗi cái tròn này là 1 sát na, mà riêng cái ông này nè ông tới 7 lần, mà bây giờ tôi viết gì 7 gì nó mệt không. Thì có biết trong kinh nó 1 giây đồng hồ nó tới hàng triệu cái số 7 này lận, vẫn nhiều hết hả, Vậy là nhiều phải không? á. Cho nên mình thấy ít nhiều là so với cái Cái chuỗi này. mỗi cái chuỗi này thì nó thiệt, nhưng mà trong thực tế chính ông này là ông tạo ra mấy cái này. Còn nói cách khác, cô biết con tinh trùng đúng không, cái con nó thì nó nhỏ thiệt á không, nhưng mà nó là nguồn gốc của con người đúng không, và chính nó là Hitler, là Mao Trạch Đông, là Pol Pot, là từ cái con này ra đúng không, mà trong cơ thể đàn ông mình nó cái chỗ mà chứa tinh trùng nó nhiều hết, nếu mà so với tổng tổng cái trọng lượng mình đó, ít đúng không, cô có biết cái đó không, nhưng mà nó là gốc của nhân loại đúng không, chứ đâu đâu có cần phải cái chứa đầy ngựa mình, đâu có cần, nó chỉ cần một cái túi nhỏ trong cái cơ thể đàn ông thôi, bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Còn nếu mà cô thấy cô không hiểu thì cô về cô cặp với mấy ông nào mà ngon ngon, cô coi cái khả năng đẻ của cô tới đâu rồi cô mới hiểu nó lớn chuyện thế nào, hiểu không? Rồi, tuy nó nhỏ nhưng mà nó quyết định hết tất cả, hiểu không? Tôi đã ví dụ cô là tài sản ẩn của cô, thấy thấy đem cân không bao nhiêu hết, nhưng mà nó lớn chuyện lắm. Bây giờ qua tới điện, trong nhà cô có đồng ý với tôi, điện mà cúp cái là thế giới này bị đình trệ, có biết không? Mà cô thấy mấy cọng dây điện nó rất đơn giản lắm, mấy cọng như xíu à, nhưng bây giờ tôi cắt tôi bỏ à nha, tôi mà cắt dây điện một cái là nhà này là dẹp luôn cái nhà này, hiểu không? Rồi bây giờ qua tới chất nổ, cái nhà bự cỡ nào biết, tôi TNT tôi quất cho mày 20 kg thôi là cái nhà này là nó chỉ còn là bột bột mì thôi, biết không, có biết TNT không? Thuốc nổ á. Không, có biết TNT không? Cái này Giờ biết nó nghe mạnh dữ lắm, 20 kg là cái nhà này thành bột mì liền. Rồi thứ gì nước uống. tôi hả, đừng bận tâm tôi. Cái tiếp theo là thuốc độc, nghe thêm chuyện nghe em có lo bàn cái vụ tùm lum hết này. Rồi thuốc độc, cô biết nguyên một cái triều đại Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh nó chỉ kết thúc bằng thuốc độc, có biết đó không? Tiếng rằng tôi thuốc hoàng đế là triều đại thay đổi, có biết gì đó không? Có biết không, cứ Giờ dạ biết, hoài giờ á biết, giờ biết, hả, giờ biết. mà thuốc độc đâu có cần nhiều, chơi cho mày khoảng chừng 5 cc thôi là triều đại thay đổi, có đúng đó không hả? Của con cung điện tùm lum mà chỉ cần cái 5 cc thôi để cho thằng vua lên đường xong. Bây giờ thấy ít hay nhiều, như vậy thì cô phải làm ơn cô bỏ cái suy nghĩ ít nhiều giùm tôi, vấn đề nó là cái gì. Trong đạo Phật thông minh lắm, trong đạo Phật Đức Phật đặt vấn đề là cái gì nó quan trọng hơn nhiều ít. Cô biết không, nguyên cái dòng sanh tử của cô chỉ kết thúc bằng một cái tâm tâm sát na đạo, cô biết gì đó không? Cô biết gì đó, khi mà cô đắc được cái tứ đạo rồi, đắc được cái nó cái thời gian mà xuất hiện cái tứ đạo này nó chỉ là một sát na tứ đạo, nó chấm dứt toàn bộ phiền não này sanh tử, chỉ một sát na một. Hoặc là cô biết cái cầu dao phải không, cái cầu dao cái nấm này kéo nè, tôi kéo cầu dao một cái là bệnh viện, chợ búa, nhà hàng, khách sạn tôi nó banh chành hết, chỉ cần tôi là công ty điện lực được nắm cầu dao tôi kéo nè, tắt xong hết, chưa? Như vậy thì mình học đạo mình mới bỏ, mình mới bỏ được cái tư tưởng cho rằng cái này lớn, cái kia nhỏ, cái này nhiều, cái kia ít, cái này dài, cái kia ngắn, mà quan trọng đó là cái gì, phải không? Cho nên đó là tại sao mình học đạo mình mới bỏ cái quan điểm nhị biên á, biết nhị biên không? Là dual á, là đối đãi, có nghĩa là dài ngắn mập mớm cao tâm trên dưới trong ngoài trắng đen, mấy đông quan trọng, mà trọng nhất là đó là cái gì. Rồi nghỉ. Như vậy thì mỗi một cái thiện nghiệp, một cái niệm thiện ác ha, mỗi cái niệm thiện ác á, khi mà nó xuất hiện nó để lại cho mình nó là tổng cộng là 2 thứ quả, thứ nhất là quả bình sinh và thứ hai là quả tục sinh, bây giờ nhớ chưa? Cái quả bình quả tục sinh tức là cái tâm đầu thai,
Còn cái quả bình sinh tức là những cái là cái hoạt động của sáu căn ngay sau lúc tái sanh. Nghe kịp không? Quả bình sinh là hoạt động của sáu căn ngay sau tái sanh thì gọi là quả bình sinh. Từ đó quả bình sinh kéo dài cho đến lúc mạng chung. Cho đến lúc cận tử á thì gọi là bởi sáu luôn. Quả bình sinh mà. Bởi vì là sẵn tôi hỏi luôn. Các chị có đồng ý với tôi có những lúc mình thức dậy mình nó vô cớ, vô duyên mà tự nhiên nó rất là vui, không có chuyện gì hết. Dạ. Yeah, có. Có. Rồi có những bữa mình dậy mình chưa có bị cái gì hết mà như vậy người nó bực mình, nó sốt, sao mà không phải bệnh nha, không phải bệnh. Chỉ cái tâm nó ái náy gì đó. Đó là cái quả xấu quá khứ. Quả xấu quá khứ. Rồi. Bây giờ mình ôn nó lại. Nếu mình thấy thì sao trong cái ngũ xung thức á. Đó là cái mà làm cho mình buồn là cảnh pháp do nghiệp tạo. Để cái cảnh pháp nó nằm nó... Nó sao? Cái cảnh pháp nó xuất hiện nó tạo nó cái nghiệp tiền nghiệp nó tác động cho mình liên tưởng đến những cái chuyện buồn mà vì nó quá là nhanh và quá ngắn cho mình không biết mình buồn chuyện gì. Thật ra đó là lúc đó nó đã có cảnh rồi, nhưng mà cái cảnh pháp đó, nó cũng từ cái cảnh ngủ mà của ngủ xong thức ra thôi. Có hai loại, một loại cảnh pháp thuần túy và cảnh pháp xuất phát từ cảnh ngủ. Cảnh pháp có hai loại. Cảnh pháp thuần túy là cái cảnh pháp mà không dựa trên năm trên ví dụ như bây giờ không có tâm thức, ví dụ như tôi suy nghĩ về triết học, về chính trị, đường lối này đó, mấy cái đó là thuần túy là cảnh pháp. Nhưng mà cái đó là cái cảnh pháp của kiếp này nên là đâu phải là của kiếp quá khứ. Cảnh pháp bản thân cái tâm hữu phần nó cảnh hữu phần là cảnh quá khứ. Nhớ chuyện đó không? Biết. Cảnh cận tử quá khứ. Rồi. Còn cái gì mà nghe bây giờ mà tôi buồn ấy, cái buồn bây giờ nó là cảnh pháp hiện tại. Mà cảnh pháp hiện tại nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ tác động của sinh lý hoặc là từ thời tiết. Nghe kịp không? Từ thời tiết, từ sinh lý mà tôi không có, vì tôi thiếu chánh niệm cho nên tôi không có biết tại sao tôi buồn. Chứ thật ra không có pháp nào mà không có duyên hết á. Nghe hiểu tôi đó không? Không có gì trên đời này không có duyên, nhưng mà do tôi thất niệm cho nên tôi không biết tại sao tôi buồn, gọi là không biết tại sao tôi vui. Nghe hiểu không? Chứ nếu mà mình có một cái chánh niệm mình biết tại sao mình khó chịu, tại sao sáng mình bực là tại vì thời tiết khí hậu hoặc là do người mới không được khỏe, thì cái đó đó là của cái kiếp hiện tại. Cái là kiếp hiện tại đúng kiếp... Nhưng mà nó có trường hợp gì sự gì đó, tôi nói là do nghiệp quá khứ, là nó có trường hợp thế này, do cái nghiệp quá khứ nó khiến đời này mình nghĩ toàn là chuyện buồn không à. Cái người mà phước nhiều họ nghĩ thì họ suy nghĩ rất là lạc quan. Thí dụ như cái người mình mà tái sinh bằng tâm độ hỷ họ vui hoài. Bởi vì họ cái do cái phước quá khứ khiến họ nghĩ toàn chuyện vui không? Không, tại vì đây con ghi là nếu mà giờ con ghi quả bình sinh thì qua 5 căn hay là qua 6 căn? Nếu bình sinh qua nào, qua 6 căn chứ. Qua 6 căn chứ. Qua 6 căn á thì bây giờ nó là qua ngũ, tại vì thường thường mình thấy là nó cho quả, nó cho quả bất thiện như bất thiện gì đó, okay. nó chỉ là ngủ xong à, với ba cái tiếp thu rồi cái đó nó qua cái đó thuộc ý, cái đó là ý đó qua ý rồi. Bây giờ cái dòng tâm thức bình thường nhà đó là thông thường khi sáu căn không có cảnh gì đặc biệt, không có gì để nhìn, không có gì để nghe thì nó toàn là ba băng ga không, hiểu không? Nhưng mà đó, khi cái này lúc mình ngủ thì ba băng ga, nhưng mà khi mình thức á thì cái ba băng ga này nó kéo dài được một đổi. Nó mới nói một đổi, thật ra nó là N. Thì lúc bây giờ con mắt mình nó bắt đầu nó làm việc, hiểu không? Thì khi con mắt nó làm việc á, bản thân con mắt không thiện không ác. Theo ông A Tỳ Đàm nói đó là trước khi mà con mắt nó làm việc á thì phải có cái khai ngũ môn, có nghĩa là một cái tâm nó mở cửa cho cái tâm nhận thức làm việc. Cái này tôi chỉ nói cho hiểu thôi chứ cái này cô nhớ cô phải đọc sách rồi. Sau cái khai ngũ môn mới là mới tới là con mắt làm việc hoặc là lỗ tai làm việc, cái số 5 mình tượng trưng cho 5 căn nha. Rồi sau khi con mắt hoặc lỗ tai mà nó bây giờ nó mắt cũng dễ đi, sau khi con mắt nó nhìn thấy cái gì đó xong á, mình không có học, mình cứ tưởng là thấy cái là buồn vui liền, không phải. Con mắt nó chụp cái hình đó nó không biết cái đó là cái gì, hiểu không? Con mắt nó chưa biết cái đó là cái gì hết á, thì đằng sau khi mà con mắt nó chụp hình xong nó phải đưa vô cái tiếp thu á, là receiver hay là reception, xem chưa? Cái receiver hay là reception, sau cái reception nó tới một cái tâm sở thứ hai, nên nó là tâm quan sát, gọi là observation, được chưa? Sau cái quan sát observation này xong nó tới nó tiếp một cái nữa gọi là determination, tức là quyết định, nó xác định đó là cái gì, determination nha. Đó, đoán định.
Sau khi mình đã xác định đó là cái gì rồi đó, thì nó mới sẽ nảy ra một loạt tâm, một loạt bảy cái sắc na, thiện hay là ác. Hiểu chưa? Ừ. Rồi nếu mà cái cảnh đó mà nó quá rõ đó, thì ngay sau cái thiện ác này nó xuất hiện hai cái sát na nữa gọi là thập di. À, thập di. Còn đó là sau hai cái thập di đó đó, thì nó mới tới, nó mới quay trở lại cái là ba văn ga như cũ. Ừ. Còn cái chuyện mà nó trở lại bao lâu á thì tùy. Ừ. Hiểu không? Yeah, hiểu. Cái nó bất định. Cái này nó xen kẽ mà, lúc dài lúc ngắn. Hiểu không ta? Dạ dạ hiểu Rồi, hiểu. khoan, còn cái này cô nghe này, cái này mới quan trọng nè. Tại sao có hiện tượng trí nhanh và trí chậm? Là bởi vì cái người trí nhanh á, cái pha băng ga xen kẽ nó ít. Cái chất đệm nó ít. Chất đệm nó ít, cho nên họ suy nghĩ rất là mau. Còn cái người mà trí chậm á, thì cái pha băng ga nó xen kẽ rất là nhiều. Rồi chưa kể nó xen kẽ cái khác nữa, ngoài cái ba băng ga nó xen kẽ ra nó còn rất là nhiều cái khác. Thí dụ như là nó xen kẽ phiền não. Đi tôi giảng cô nghe cũng hiểu, bắt đầu cô nảy ra cái tâm thất vọng, nảy ra cái tâm bực mình. Gọi là thí dụ như bây giờ cô đang học với người mà cô thương á, cô yêu thích á, thì khi người đó giảng cái phần hiểu thì ít, mà cái phần cô ái người đó thì nhiều. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ cho tôi học với con nhỏ hoa hậu nào đó đi, thì nó giảng thì có giảng thì tôi có nghe, có nhầm tôi cứ dòm nó, ngoài dòm bằng tay bằng chân, dòm trên dòm dưới, dòm mông dòm má tùm lum hết, hiểu không? Cho nên cái trí tôi nó chậm là nhiều lý do lắm. Một là bởi nó xen kẽ bởi các ba văn ga quá nhiều. Trường hợp hai là nó bị xen kẽ bởi phiền não, hoặc là nó bị phân tâm, nó nghĩ về chuyện khác, nghe kịp không? Đó, nó bị phân tâm nghĩ chuyện khác, hoặc là nó bị xen kẽ bởi phiền não. Vậy nó có ba trường hợp. Một là gì ta? Phân tâm. Hiểu chứ phân tâm không? Ừ. Chia trí á. Chia trí. Rồi trường hợp 2. Phiền não. Rồi phiền não. Trường hợp 3 là ba. Rồi trường hợp 3 đó là bao ga xen kẽ quá nhiều. Đó, ba trường hợp này. Bây giờ hiểu chưa? Dạ hiểu. Mà ba bao ga này là quả quá khứ nhớ không? Dạ. Nhớ hả? Dạ nhớ. Rồi. Ba cái điều này nè. Ba điều kiện khiến suy nghĩ ta chậm đi, khiến ta chậm hiểu vấn đề đó, khiến ta chậm hiểu đi, khiến ta chậm hiểu vấn đề. Đó, nó mấy nó chen cái này vô quá nhiều, cái tàu lao nó chen cái tàu lao vô nhiều quá. Mà mình hay nói là không có tập trung đó. Đó. Nhà thiếu sự tập trung đó. Nhưng mà thật ra này nó thiếu tập trung là nó tới ba trường hợp. Nhà. Một là do phân tâm nghĩ chuyện khác, hai là do phiền não xen vào, ba là ba ba ga xen vào quá nhiều. Chưa? Rồi. Rồi bây giờ cô nghe cái chỗ này nè. Mỗi khi mà cái số 5 này nè, nó tượng trưng cho cái gì? Cái năm này là gì sư? Cái này là khai ngũ môn. Khai ngũ môn có nghĩa là cái tâm nó có trách nhiệm là nó mở cửa cho năm căn làm việc á. Yeah. Nha. Cái đó trong cuốn sách kia có. Rồi. Thì cái đây là thấy nghe ngửi nếm chạm, ngay số 5 này nè, không có nghĩa là cái dòng ba bao ga nó đang xuất hiện, nó đang xuất hiện tới đây nè, thì có cái gì để nhìn đó, thì nó sẽ xuất hiện cái ca năm này lên, cái khai của ngôn môn này nó xuất hiện nha. Còn bắt đầu dòng suy nghĩ thì không phải là ca năm mà nó là chuyển qua cái có nghĩa là khai ý môn, nó mở cửa cho mình suy nghĩ cái vấn đề trụ tượng. Nha. Bắt đầu một dòng suy nghĩ trụ tượng, bắt đầu cái dòng suy nghĩ về đề tài trụ tượng thì nó sẽ có một cái tâm sở mang cái tên là khai ý môn. Còn bắt đầu công việc của năm giác quan vật chất thì nó có một cái gọi là khai ngũ môn xuất hiện. Hiểu kịp không? Bắt đầu một loạt suy nghĩ về đề tài, hoặc ngay chỗ này có thể hiểu. Là hiểu không? Là cái thêm nút, thêm nút nữa, cái y đúng. Thì cái y là gì? Cái y là nó xuất hiện để chi? Để chi ta? Để trụ chuẩn bị cho các vấn đề trụ tượng. Đó, đúng, vấn đề trụ tượng. Đó. Còn cái ca năm này nè là nó mở cửa cho cái gì? Cho năm giác quan cụ thể. Cụ thể điển hình nha. Đó, năm giác quan cụ thể điển hình. Hiểu hả? Dạ hiểu. Đó, có nghĩa là khi mũi lưỡi thân. Đó, bật nó một cách khác, có hai cánh cửa.
một cánh cửa mở ra để biết cái cảnh trừu tượng, một cánh cửa mở để biết cảnh cụ thể. Nhớ rồi. Đó. Rồi bây giờ tôi nhắc lại, cái ba văn ga này là quả quá khứ nè, khai ý môn này là tâm hiện tại không thiện không ác. Cái tâm này không thiện không ác nha, nhưng mà bản thân mấy cái tâm mà thấy nghe ngửi nó là quả quá khứ. Nha. Năm giác quan cụ thể này là quả của quá khứ. Bây giờ bắt đầu ghi nè. Do quả quá khứ mà nay ta mà nay lục căn ta biết sáu trần như ý hay bất toại. Lục quan của ta biết sáu trần như ý. Sáu trần như ý hay bất toại. Hiểu không? Có hiểu câu này không? Do quả quá khứ mà nay lục quan của ta biết sáu tầng như ý hay bất toại. Do quả quá khứ bây giờ sinh ra con được ăn được cái món con muốn. Có nghĩa là phước hay là tội gì đó, tức là không, phước hay họa gì đó, thành ra là mình mới hưởng được cái này hoặc là cái... giàu nghèo nó chỉ là sáu trần thôi, biết không? Được cái dạ, đúng không? Dạ đúng. Giàu hay nghèo chỉ là sáu trần. Cái thằng nhà nghèo á thì nó không có nhiều lựa chọn trong trong cái mà thấy nghe ngửi. Nó phải chấp nhận, nó phải thấy cái mà bây giờ tôi hỏi cô nè, nhà cấp 4 trong khu ổ chuột có thằng nào thích không? Không có sự lựa chọn nữa. Nhưng mà vì nó có lựa chọn. Nhưng mà cô Phú Mỹ Hưng mà cô còn che mà. Có thấy chưa? Như vậy thì sáu trần của cô là sáu trần như ý. Còn cái thằng mà lao động ở xóm ổ chuột á là cái sáu trần là sáu trần phần lớn là bất toại. Hiểu không? Dạ hiểu. À. Nhưng mà khoan, cái này là có đúng là 100% như vậy không, hay là trong đó có thể xen kẽ những cái quả quá khứ này chưa hẳn là tiền kiếp, mà là có thể là trong đời này nhưng mà là trong đó. Đúng. Là quá khứ là cái đã qua thôi. Quá khứ gần là tính sao? Rồi, như đó là quá khứ rồi. Quá khứ gần xa rồi. Rồi chấm ha. Sáu căn mà nhận biết trần bất toại là do quả thiện mà có. Biết sáu trần bất toại là do quả xấu đời trước. Rồi cái sáu căn mà biết cảnh như ý, biết sáu trần như ý là do quả lành đời trước. Vậy đó. Bây giờ bắt đầu ghi nè. Rồi bây giờ cái câu này mới quan trọng nè, xuống dòng. Phải xuống dòng ra đầu dòng. Người không tu hành khi sáu căn biết sáu trần bất toại. Mất đơn. Do quả xấu đời trước. Đúng rồi. Thì có tâm bất mãn đối kháng tạo thêm nghiệp xấu đời sau. Hiểu không? Tại vì tôi cái quả này lại là nhân nhân rồi đời chấm, tạo thêm quả xấu đời sau. Rồi chấm. Người không tu hành. Xuống hàng rồi. Người không tu hành. Khi sáu căn biết sáu trần bất toại thì khởi tâm tham. Lại tiếp tục tạo nhân xấu đời sau. Hiểu không? Hiểu. Nó cũng giống như cái trên. Nhưng cái mà kia là bất mãn, còn này là tâm tham. Bất toại. Cái kia là bất toại thì sinh ra bất mãn. Còn này là tâm tham thì khởi sinh tâm tham. Cái này là khi cái gì? Khi cái sáu căn biết sáu trần như ý, cái này phải sử dụng là như ý. Khi sáu căn biết sáu trần như ý. Thì khởi tâm tham. Tiếp tục tạo quả xấu đời sau. Cái thứ hai là người không tiếp tục tạo quả xấu đời sau. Người không tu hành.
người không tu hành khi mà nhận khi mà sáu căn biết sáu trần mà bất như, tuệ mình á. Không, bây giờ thì cái thứ hai là như ý chứ. Như ý. Cái này nó lại tiếp tục tạo thêm quả sống là sao? Cái này là hồi sáng nó có một đoạn. Bây giờ nhắc lại thôi, chắc là nhưng mà ma này nhắc rồi mà vẫn còn đơ á. Rồi. Chuyện cảnh tông dòng. Người có tu hành trước trần cảnh nào cũng sống bằng chánh niệm. Trước trần cảnh tốt xấu nào. Trước cảnh bất toại hay như ý nào. Bất toại hay như ý nào. Cũng đều nhận biết bằng chánh niệm. Nên quả xấu hay quả tốt. Đều là điều kiện, đều là điều kiện để gieo nhân tốt. Hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu hả? Tức là cái người mà không có tu á thì khi mà sáu căn biết sáu trần bất tọa thì tâm sân, mà biết khi mà sáu căn biết sáu trần như ý thì tâm tham. Như vậy thì sao ta? Có nghĩa là đối với người không có tu á, họ nhận quả lành hay quả ác thì đều nhận bằng tâm bất thiện hết. Yeah. Không? Yeah. Còn người có tu á thì dù nhận quả lành hay quả ác họ đều tạo nhân tốt. Bây giờ mới chấm chứng nhận. Nhờ chánh niệm, nhờ chánh niệm. Đó là lý do vì đâu ta phải tu chánh niệm. Đó, sáng mà nói cái khác, bây giờ nói chuyện khác. Yeah. Đó là lý do vì đâu ta phải tu chánh niệm. Đó là lý do vì đâu ta phải tu chánh niệm. Tâm thức là một dòng chảy với nhiều giọt nước và các thành phần. Dòng chảy với nhiều giọt nước, với nhiều giọt nước và các thành phần hỗn hợp trong đó. Cái này là ví dụ, hiểu không? Chứ mơ mốc đi về nói ông dạy, ông nói là tâm là một dòng nước là thấy bà nội luôn. Tâm thức là một dòng chảy với nhiều giọt nước trong đó, hiểu không? Hiểu. Nhiều giọt nước với các thành phần hỗn hợp hả? Dạ, các thành phần hỗn hợp. Chấm. Nói vậy có nghĩa là xét trên tâm lý hay sinh lý. Nói vậy có nghĩa là xét trên, nói vậy có nghĩa là xét trên tâm lý hay sinh lý. Trong cái gọi là chúng sanh không có chi là một. Trong cái gọi là chúng sanh không có chi là một thực thể đơn thuần. Không có chi là một thực thể đơn thuần. Chấm. Mọi thân và tâm đều được cấu tạo. Thân và tâm đều được cấu tạo bởi nhiều thành tố và liên tục sanh diệt thay đổi. Luôn được cấu tạo bởi nhiều thành tố. Thành tố là ingredient ấy. Bởi nhiều thành tố và luôn liên tục sanh diệt. Chấm. Chỉ có người tu tập tuệ quán mà ông đơn có niệm và tuệ chưa? Tóm lại mới trực tiếp thấy ra điều này. Mới trực tiếp thấy ra điều này. Phải không thông qua sách vở hay thuyết giảng của người khác. Không thông qua sách vở hay thuyết giảng của người khác. Hay lời thuyết giảng của người khác. Không thông qua sách vở hay lời thuyết giảng của người khác. Chấm. Chính nhận thức trực tiếp này, chính nhận thức trực tiếp này
mới giúp ta từng bước lìa bỏ ảo tưởng về bản thân và thế giới. Nó giúp ta từng bước lìa bỏ ảo tưởng về bản thân và thế giới. Bản thân và thế giới. Để thấy rằng trên đời thực ra không có gì đáng để thích hay ghét. Trên đời thực ra không có gì để thích hay ghét. Đúng. Bởi ta không thể nặng lòng với một bụng bọt nước, với một bụng bọt nước hay một đám khói hư ảo. Có hiểu được không? Chấm. Ta nặng lòng thích hay ghét cái gì đó. Ta nặng lòng thích hay ghét cái gì đó chỉ vì còn thấy nó là quan trọng. Chỉ vì còn thấy nó là quan trọng. Phải là một thực thể substance, một thực thể substance, là một thực thể giá trị hoặc quan trọng. Chỉ quan trọng để có rồi. Nha. Là một thực chỉ thể. Chỉ còn thấy nó là quan trọng, là một thực thể giá trị. Thực thể giá trị, một thực thể giá trị và là một thực thể giá trị. Thêm chữ và ở giữa là đúng. Đúng, là giá trị. Đây. Có hiểu không? Dạ. Phải dầu tiêu hay tích cực? Chấm chứ, rồi không biết khác rồi. Không được, cái này phải dầu tiêu hay tích cực. Tức là quan trọng rồi phải. Dầu tiêu hay tích cực. Có hiểu không? Thực thể giá trị. Dầu tiêu hay tích cực. Có hiểu không ta? Dạ. Có hiểu gì chưa? Dạ. Bởi vì khi á mà tôi coi trọng cái câu chữ của cô á thì lúc bây giờ đó, cái câu chữ đó là một thực thể, một giá, tôi coi nặng cái giá trị tiêu cực. Dạ. Còn khi cô khen tôi thấy thích á, thì thấy cái lời khen đó là nó có một cái giá trị tích cực. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái hai cái tiêu và tích đó nó chỉ có ở người có ảo tưởng thôi, chứ còn khi mà mình thấy mọi thứ nó chỉ chấp nhoáng thì ở đó không có một cái, không có cái giá trị gì hết, không có gì đấy. Tất cả nó chỉ là chấp nhoáng thôi. Vậy bởi nó có một lý do rất là sâu kín, đó là tại sao tôi thích xài đồ inox, xài đồ titan, tại vì cái đó nó có hư. Còn ba cái đồ sắt á, tôi về tôi đem mấy cây tôi về tôi chưa kịp xài, tôi đem chỉ quanh tôi tưởng là inox, rồi tôi đi tôi có đem thêm 500, tôi đem nhiều xét rồi. Qua tôi mới giờ tôi coi tôi thấy chết rồi, mà cầm nó là inox, mà nó dễ xét rồi. Nó mà inox nó tôi không biết mà cái gì mà nó xét rồi nó chán. Còn đôi khi mấy cái đồ inox tôi để thiên thu, mà bắt tôi có cái bàn dây gì nè, bàn inox luôn. Cái đó là coi như về đem tôi tháo, mà nó thay tôi tháo được, nó có đồ ráp đem về cái đám ma để ngoài sân nhá. Yeah. Hoặc là cái chỗ tính lấy cái đó làm cái chỗ cái bục nói chuyện của mấy diễn giả như pháp sư hay gì thì yeah. Là để cái bục đó là mình gắn cái ghế là lấy pháp, còn không nữa cái là để ngoài vườn để là chất thực phẩm lên cho chịu tăng cái phần tử đi ngang, người ta lấy cái đồ đó ta để bát. Tính nó vậy đó, để ngoài vườn không có dẹp vô. Yeah. Để thiên luôn ngoài vườn luôn, không có cần. Còn bằng gỗ cũng hư, bằng sắt cũng hư, bằng cái gì cũng hư hết. Còn cái này tôi để ngoài vườn để chết luôn ngoài vườn. Tức là cái chỗ đó tôi để nguyên cái chỗ là để thực phẩm lên. Tức là tới giờ chú Đăng đi nghe 71 sẽ có lúc không ăn, chú Đăng có lúc không ăn buffet mà phải ăn đi bát. Yeah. Tôi muốn vậy lắm, tôi rất muốn, tôi muốn cho bà con có dịp làm phước. Nguyên cái vườn Calama hình chữ nhật này tôi sẽ làm cho 4, 6 hoặc là 8, chắc thì cái lát 4 ít quá, tôi cho 6 trạm đi bát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trạm đi bát. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trạm chứ, 8 trạm đi bán. Tức là mỗi chỗ có cái bàn, thấy không? Còn không thì mình giảm cho còn 4. Cứ nghĩa là chữ tăng đề ba từ đây nè. Nhận cái đèn chút, cái qua đây đèn chút, đi 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 đèn chút, rồi về ăn đi. Thấy không? Yeah. Và tôi cũng muốn hành giả đó, là mai mốt ăn buffet cũng vậy, là sáng bắt đầu đi buffet gì, tôi không biết cốc cái gì ở đâu, nhưng mà mỗi đi ăn cái gì phải tập trung về gốc.
đúng. Mà mình biết đi kinh hành, tại sao cho nó bị đói? Đi kinh hành hết miếng đất tôi mới cho ăn. Đi kinh hành từ 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 đi chánh niệm, đi từ 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 về tới đây rồi mới vô đây nhận ăn, nhận xong rồi ăn xong bắt đầu mình mới tan về muôn hướng, ai về góc nấy. Nhưng mà tất cả khi xuất phát đi lấy thực phẩm là phải về góc này hết, lấy xong là trước khi lấy còn sau khi lấy, chắc là trước khi lấy quá. Đi một vòng vậy nè, đi đi kinh hành một vòng mới vô đây lấy bạn. Là trước khi ở đất ăn không cần tụng kinh nhiều, chỉ đọc một đọc cũng có lời tri ân, tri ân tam bảo, tri ân chúng sanh, tri ân nguồn thực phẩm. À, tức là nguồn thực phẩm này được tác tạo bởi là đất trời, bởi tính tâm của Phật tử, bởi và rốt ráo nhất là được kết tạo bởi bốn đại. Nguồn thực phẩm này nuôi dưỡng tấm thân bốn đại này, với sự nuôi dưỡng ấy không có tu tập thì ta chỉ nuôi lớn một tấm thân bằng tấm thân sinh học. Nhưng với nguồn thực phẩm này nếu ta có tu tập thì nó nuôi lớn cái pháp thân của mình. Sau khi đọc xong cái đó là bắt đầu mình nhận thực phẩm và mình đi ăn. Mình ăn xong xuôi rồi đó là mình trở về. Tức là mỗi bữa ăn là một bữa tu. Một bữa ăn là một bữa tu. Mà tôi cho mọi người ơn rồi nè. Mà tôi còn muốn bà con là ăn dầu cư sĩ không có xài bát, chỉ đăng tôi không cho xài cho bát đăng. Nhưng mà có cái vật đựng. À, tức là có cái mâm đựng á, đừng đồ ăn lên đó. Cái khay mà chưa ra. Cái khay đó bà con nhận đó. Đó là gieo duyên dò họ cư sĩ, họ có chồng có vợ nhưng mà vẫn gieo duyên khất thực cho họ hết. Theo con cho bạn bác luôn đi. Phải không? Gieo duyên cho bạn. Ăn cho ăn bác hết rồi, được rồi. Cho vô cho vô đó hết. Nó thú vị lắm. Rồi. Mà vô đó là nếu mà nếu mà ăn bác là phải mà ăn đồng cục ạ. Nó tính xin cho mấy cư sĩ ăn bác á. Em thấy được không? Hay là ăn khay. Được, tôi tính cho ăn cái khay cái gì đó. Ăn cái bento, biết bento không? Rồi đâu có cư sĩ nào ăn bác. Biết bento không? Bento box, Japanese lunch box. Thì giống như ở Shumin này. Có không? À, tôi cho cầm bento hết. Một cái rồi à. Có từng phần ngon, phần có chứ còn cư sĩ. Mẹ đúng rồi. Thì, tại vì bác thì nó hay hay. Thì đòi hỏi thêm một số cái. Đó, rồi. Bây giờ nghe nè, đó tôi muốn vậy nè. Tóc tai lên ông bác. Rồi, rồi. Như vậy thì mình học tới đâu rồi? Ta nặng lần thích học cái gì chỉ vì thấy còn thấy nó là quan trọng đây, và đó. Là một thực thể giá đó. Trị giàu tiêu hay tích cực đó, đúng, nó là một thực thể có một, nó là một thực thể đơn thuần, nó là mình thấy nó còn có một cái giá trị tiêu hay tích cực. Hiểu hả? Dạ, hiểu. Đó thì mình xé nhỏ nó ra như vậy thì bây giờ mới đầu mới ôm lại nè. Do mỗi nghiệp thiện ác và ta có tâm tại tục đầu đời tâm xâm đấy, sau đó là một chuỗi cái đời sống bình sinh và cuối cùng nó kết thúc bằng tâm mệnh chung đó. Và cái tâm này nè, cái tâm sanh này, tâm mệnh chung nữa, là nó là một loại tâm, một loại cái tâm tục sanh này nó cùng một loại, nó cùng một nguồn gốc cái tâm sanh nhưng mà nó là một cái tâm khác, hiểu không? Hiểu. Nó giống như hai cọng hẹ trong một đời một tua canh hẹ vậy đó, nó mất đi thì thằng này sinh đâu, nó diệt thì thằng còn này nguyên sinh. Cái quãng đời giữa này nè thì nó theo cái mô hình này. Dạ. Có nghĩa là lúc nào mà mắt ta biết cảnh sát, ta biết cảnh thân á, thì nó sẽ nó nảy ra một loạt cái này tiếp thâu, tức là reception, rồi tiếp theo observation, tiếp theo là determination, rồi tiếp theo đây là giai đoạn thiện ác gồm có 7 đó, giai đoạn nằm đây nè đó, đây. Và sau đó đó thì nó trở lại phong quan ra như cũ, hiểu không? Dạ. Nó vậy đó. Nhưng mà khoan, cái chỗ thập di này là gì sư? À, thập di hồi nãy tôi có nói rồi, thập di là khi nào mà cái sáu trần mà nó quá rõ, quá mạnh á, quá đậm nét, quá khi nào sáu cái cảnh trần quá rõ ràng hoặc quá đậm nét nha, thì nó mới có là hai cái tâm này. Cái tâm này được gọi là tâm mót. Tâm mót, tiếng mót á, ăn mót á, ăn mót á. Ừ. Nhưng mà mình tiếng gọi là tiếng sang trọng gọi là thập di. Thập là lượm, di là cái dư sót, di là remain, còn cái kia nó là lượm pick up, pick picking the remain. Khi nào xấu sáu trần quá rõ ràng hay đậm nét á, à, thì sau cái bảy cái tâm mà Javana đó, nó có thêm hai cái thập di. Nó có thêm hai thập di đó, thì na cảnh. Nếu mà thật ra cái na cảnh là dịch sát, dịch sát từ cái chữ ta đa lâm lâm bana, ta đa là ấy, ấy tiếng Hán là na, còn a lâm nó là cảnh, à, nó khổ. Mà đây là dịch sát, mà tại sao kêu là na cảnh? Na cảnh là biết cảnh ấy, cảnh ấy là cảnh gì? Cảnh ấy là cảnh của bảy cái này nè. Tức là nó tâm tâm phải có cảnh riêng cái gì, nhưng mà riêng nó thì nó lại biết trở về cái cảnh cũ của người ta, biết cái kia kìa, biết cái ấy chứ nó không có.
nó có cảnh riêng, hiểu không? Nhưng mà tại sao hồi nãy tôi né, tôi không nói là nhiều, bởi vì cái này là khi nào có thời gian mà học riêng về cái Buddhist psychology, học chuyên về tâm pháp, tâm lý học Phật giáo mình mới học cái này. Còn cái này thì tôi chỉ nhắc sơ qua cho biết là cái tâm mình nó vậy đó. Khi nào mà sáu trần mà nó quá rõ ràng đậm nét thì sau cái giai đoạn thị giác này nè, nó thêm hai cái tâm này nữa. Tôi ví dụ nha, cô nghe nè, quá rõ đúng không? Thì sau cái khi mà cô nghe cô bực mình gì, thì sau bảy cái bực mình nó còn thêm hai cái nữa, còn hơn. Nó chỉ cần tới 7 là đủ rồi. Còn thì sao khi mình nghe xong nó còn dư, thêm nó lại nó cái dư, dư hưởng, hưởng dư hưởng. Ừ, dư hưởng rồi, nghe hiểu không? Nghe hiểu. Tức là bây giờ mình đánh trống á, tiếng trống nó có echo không? Có tiếng vang, gọi là tiếng vang. À, nhưng mà cái echo của trống có lâu bằng chuông không? Không bằng. Hiểu chưa? Yeah. Bây giờ hiểu chưa? Yeah, hiểu. Thì nếu nói như vậy thì mình nghe tiếng trống mình không có cần phải hai cái này. À, nhưng mà nghe tiếng chuông này cần. Bây giờ hiểu chưa? Rồi, là một. Mình ăn cái gì khô, cái gì gọn thì mình không cần liếm tay, liếm mép. Còn mình ăn cái gì mà nó nhớt, nó nước nôi lắm, mình ăn xong phải liếm tay, hiểu không? Yeah. Cái, nói chung trần cảnh nào gọn gàng thì là không cần cái này. Không cần cái này, mà cái nào mà nó để lại cái dư chấn, để lại dư hưởng, để lại dư âm thì cái đó mới cần. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Ừ. Yeah. 7. 7 sát na savana cũng là tâm thiện, hiểu không? Quan trọng quá. Dạ, nó là tâm thiện. Thì hồi nãy tôi nói rồi, mình không có tu á, thì hạ trước cảnh như ý á, thì tha, mà trước cảnh bất tội là sân, mà cái lịch nó thường là như vậy đó. Đó, chỉ có cái tên tứ niệm xứ và tứ niệm xứ. Ở đây tôi nói tắt á, chứ còn nếu mà nói đầy đủ á, tứ niệm xứ phải ở cái mức nào? Ở cái mức mà gọi là mấy bên hành giả là miên mật á, phải là stable, phải là ngon lành chắc chắn. Chứ còn mà hành kiểu mà thiền hành giả có ba hạng nhớ không? Yeah. Quên rồi, cái giả nữa. Chứ không nhớ đâu. Hành giả bậc hạ là hành thiền theo giờ. Yeah. Sau khi xả thiền, hết giờ kinh hành, hết giờ thiền tọa đó, là sống bất thiện. Như ý. Yeah. Không? Còn bậc trung á, là sau giờ thiền tọa thiền hành á, là chỉ làm toàn việc làm thôi. Yeah. Ví dụ như là quét tước trồng rau rồi đọc kinh nghe pháp, nhưng mà có xen kẽ cái thất niệm. Còn riêng cái hành giả bậc thượng á, là họ không có ngồi thiền thì thiền hành thiền tọa mà theo cái kiểu giờ, mà họ chánh niệm suốt, chánh niệm suy hiểu, hiểu chánh niệm. Có nghĩa là buổi sáng họ thức dậy là họ vừa giấc mình như vậy là họ biết liền, họ biết là mình đang nằm, mình đang khó chịu, mình đang thiện, đang ác. Họ bỏ chân xuống giường rồi họ biết, bỏ chân xuống họ biết, rồi họ mới đi từng bước, họ biết, họ đi vô trong nhà tắm, họ mở cửa, mở đèn, xả nước, đánh răng, súc miệng, lau mặt xong rồi quay người đi, tất cả họ không bỏ sót. Và cứ như vậy họ đi ra làm xuống bếp, làm đồ ăn niệm tâm, rồi họ ra ngoài sân họ tập thể dục luôn luôn là chánh niệm, là cứ như vậy trong nguyên một ngày, rồi tới đi tiểu tiện, tắm rửa, rồi tối vô ngủ. Khi nào chìm vào giấc ngủ thì thôi, chứ hễ còn thức là còn chánh niệm. Đó là bậc hạ, bậc thượng. Ừ. Còn bậc trung là còn thiền hành thiền tọa theo giờ. Ừ. Và ngoài giờ nó ra làm toàn việc lành không à. Ừ. Nhưng mà nói cơ hội thất niệm rất cao, nhưng mà là họ làm toàn việc lành thôi. Còn cái tệ nhất là hành giả bậc hạ, tức là nó ngày nó giống như nó trả nợ quỷ thần, biết trả nợ quỷ thần không? Tức là làm cho có hai tầng quân sáng chơi cho mày 2 tiếng, chiều quốc cho mày 2 tiếng, tối trước khi ngủ quốc 1 tiếng nữa là 5 tiếng rồi xong. Từ ngoài đó ra là shopping, nghe nhạc, bắt đầu tám đó, bậc hạ mà thứ thực tập nhiều lắm. Hỏi nhưng mà được, so với lại không có tu tập thì vẫn đỡ, nói gì khổ quá. Yeah. Giống như phân khô với phân ướt thì cái khô nó đỡ hơn, cái khổ quá. Bữa tôi đi ngoài đảo, rồi tôi mới đi Nam đi ngang cái mông đó, có chừng đạp nha, có chừng đạp nha, tôi nói không sao, cái này cứt bụng lắm, đỡ cứ ướt. Để nó cái nào cũng là phân hết, nhưng mà cái một nắng là đỡ, một nắng là mình đạp nó dính ít hơn chút, có loại hai nắng khổ thì. Sư có thấy nó rút rút vô không? Đỡ nhiều lắm. Đây, à, xem chưa, chấm xuống dòng. À, cái này quan trọng nè, sự khác biệt giữa các hạng chúng sanh cũng nằm ở mỗi dòng tâm pháp trên đây.
gánh đầu dòng. Người không đắc thiền, đây gánh đầu dòng. Người không đắc thiền định dưới định nữa, cửa đắc định thì bảy sát na javana chỉ là các tâm thiện hay ác dục giới, đúng chưa? Không, chỉ là các tâm ác hay thiện dục giới sẽ là dùng, chỉ là các tâm ác hay thiện dục giới sẽ là chút ác hay thiện dục giới. Rồi cạnh cái này dòng, ở người có đắc thiền, đúng chưa, thì trên là thiền định, dưới đắc thiền không? Thì nó là xem lại bên 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 tôi xài cả hai chữ đồng nghĩa, người 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 có đắc thiền phải không? Yeah. Ừ. Thì ở bảy Javana, thì bảy Javana, bảy sắc na, à bảy sắc na Javana đấy. Đôi khi là các tâm thiền. Vậy đôi khi khi họ nhập định ấy, khi nhập định mở đơn mở đơn khi họ nhập thiền nhập định khi họ nhập định đúng rồi cái đôi dòng ở người ở các bậc thánh nhân y chang lặp lại đôi khi gì nè lập lại vì sao đó đôi khi bảy sắc na javana đôi khi là các tâm thiền cái đây sẽ là các tâm thánh ừ, hiểu không các tâm thánh nói đơn khi họ muốn an trú khi họ muốn an trú thánh tâm khi họ muốn an trú thánh tâm đó là cái làm khác nhau khác chỗ đó đó nghe chỗ cái e này nè nghe chỗ cái eo nhỏ xíu đó đó nào rồi cái eo nè hiểu chưa cái chữ số 7 này nè là phần cha phàm á phàm mà phàm có thiền là gì khác một chút phàm mà không thiền khác một chút rồi cái ông mà thánh thì khác một chút sát nhau chỗ cái này đó ha đúng. Cho nên bây giờ tôi chỉ cắt một cái trò rồi cô về là cô theo mấy thầy Phước Tiến Phước Thuận gì đó giờ họ sửa nhưng mà phải có cái sườn này đó phải có cái sườn phải có cái sườn bây giờ về là biết rồi đó bây giờ là biết rồi đó thì để về là biết là đại khái đó là mình tu là tu vậy đó được chưa xuống dòng gánh đâu dòng nữa toàn bộ 14 tâm sở bất thiện đó bây giờ hiểu chưa hay 25 tâm sở thiện không đều chỉ xuất hiện ở các tâm Javana ở giai đoạn Javana hiểu không ta có hiểu giai không đoạn bây giờ thiện ác mà không hiểu hả yeah, yeah. Nhìn mắt tôi không hiểu bây Javana này là cái chỗ thiện ác yeah. Mà được gọi là thiện là 25 mà ác là 14 nó đều xuất hiện trong đó hết chỉ cái đó hết chứ mà trước ngoài ra nó có Javana. Trước và sau lại đều không có. Chỉ cái chỗ đó nó có 17, chỉ có 14, 25 là chỗ đó thôi. Phải xé nó ra mới thấy khiếp. Ôi, ra mình tu vậy đó. Và cái cấu tạo của mình là như vậy chứ. Như ngày qua giờ thấy học mất cái 3 buổi rồi mà mình học nhiều dữ lắm. Dạ đúng. Mình học về vũ trụ quan, học về cấu tạo của con người, của chúng sanh, của phàm, của thánh. Đó. Rồi tu là tu cái gì, cái việc gì cần phải làm đó là hôm qua học mấy 3 buổi học vậy thôi. Và tôi nhớ tôi nói nếu mà cô học chuyên chú 10 ngày ha, cô về cô thành con người khác. Mà giờ cô quên rồi, thấy cái mặt cô nó đơ quá đơ đi. Đơ. Không hiểu và không nhớ. Hiểu không? Dạ hiểu sư. Dạ. Tối về coi thêm một chập nữa là hiểu hay hiểu bạn thì hiểu rồi, không gọi em hiểu nữa hiểu sư. Rồi.
Mấy cái này khó mà sư. Mấy cái này khó, phải có thời gian tiêu hóa. Nhưng mà tôi giảng là tôi lựa cách giảng đơn giản nhất. Dạ, ok. Để giảng đơn giản nhất á, chứ còn mà dạ, cô về, cô về nước mà cô đi gõ cửa mấy thầy á thì làm cái cô về bể ốc luôn. Là điếc luôn á. Điếc luôn. Nhưng mà có cái này cô đi học với vị khác thì dễ. Dạ, dạ đúng. À, nó khổ vậy đó. Có cái này đi học thì dễ. Có cái này rồi về xem lại cái đọc sách, sách sơ, đọc sách lại sách. Thì nó sẽ hiểu rõ hơn, kỹ hơn nữa đó, sâu hơn. Kinh khủng rồi. Rồi bây giờ thiếu dưới đây mới học cái này. Học về cái cách thuyết pháp của Đức Phật. Cách thuyết pháp của Đức Phật qua một chương mới hay là nhau một chương mới, cách thuyết pháp của Đức Phật. Đúng chưa? Rồi xuống dần. Đức Phật là người duy nhất. Đức Phật là người duy nhất. Thấy đầy đủ. Tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý chúng sanh. Tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý chúng sanh. Đúng chưa? Để từ đó Ngài chỉ cần một hai lời hướng dẫn đơn sơ. Ngài chỉ cần một hai lời hướng dẫn đơn sơ cũng có thể giúp người ta khai phá thế giới sinh tử mịt mùng. Khai phá thế giới sinh tử mịt mùng. Đúng chưa? Chấm. Có người phải học trước rồi mới hiểu. Không có Bali mà người ta thì giờ đâu biết được. Đánh rồi. Hả? Đúng vậy. Đói nói chuyện đánh là sao? Ukhatitanyu. Ukhatika. Hãy cho chữ ra chữ re. Ukha. Hả? Ukha hả? Úc Khá Tí Tân Nhu. Hạng thứ hai là quý bá Úc Khá Tí Tân Nhu. Hai chữ T hai chữ N phải không? Ừ. Đây, viết này vô. Thấy được không? Úc Khá Tí Tân Nhu. Dạ. Viết không phải, phải viết nè, cô vô cô tra. Không, rồi cô viết kỳ hai chữ rê. Hai chữ rê hả? Ừ, đúng rồi, phải người phải học phải hiểu. Đúng, cái đó. Ừ. Là hạng thứ hai. Là quý bá chí tân nhu. Quý bá. Không, cái hạng thứ nhất á là không cần học đã hiểu, không cần học mà khi nghe đã hiểu. Bây giờ Ukhati Tanyu là gì? Ukhati Tanyu. Ukhati Tanyu là không cần học trước, rồi, chỉ nghe giảng một lời đã hiểu. Ừ. Rồi cái hạng thứ hai là quý là không cần học trước. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chỉ nghe giảng một lần đã hiểu. Đây. Rồi cái hạng thứ hai là quý bá chí tân nhu là phải nghe phải có cái bài bản. Quý bá chí. Ừ. Chữ C C I. Quý bá chí. C I C I. Là tân nhu đó, chữ tân nhu là T A hai N. Hai N có dấu ngã trên đó. Ừ. Quý bá chí tân nhu. Hai dấu ngã trên anh nờ á. À, đây hai chữ, ừ. Chứ phải là chữ U. Mới đọc là chữ nhờ được nhu. Nha, yeah. Ừ. Yeah. Thì cái hạng người này là gì ạ? Hạng người này là phải nghe giải thích trước sau thủ dĩ mới hiểu. À, như vậy là cái gì đó ha? Có người là tức là phải học trước rồi mới hiểu đó phải không? À, đúng 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 đúng. Đây đó ha. Đó, đúng. Ừ. Tại tôi đang giải đó tôi mới chừng chắc là phải cho ghi riêng. Thì hiểu chưa? Có người là chụp hình lên.
có người phải học trước rồi mới hiểu. Đó đó là người này nè, vi vi pha chi à, loại hai đây đây là loại hai đó. Còn cái hạt út có tí là không cần, tí là người phải ăn công ngành, ví dụ như ngày sắp phát vậy đó, là giải pháp do duyên bốn bốn ba bốn bốn giải pháp do duyên mà có giải pháp do duyên mà mất tự nhiên nghe vậy cái đi hiện đi đắt là đã không mà gặp sát phàm là nghe nó không có tài nào nữa. Nay vô n nay vô bao nhiêu e hai chữ y n e hai y n e y y o À, vậy là cái âm nhu lại hả? Rồi vậy thì là nay vô thì âm nay vô. Đến nay vô đúng rồi. Rồi xong là cái nhu nhu. Âm không có nhu có nó cái chữ nó cái nay vô đó. Hai người gì sư? Hai người gì? Hai chấm nay vô đủ rồi, đừng có nhu nữa, này không có nhu, nhu ha, không nội cái nhu này, không có nhu nó hết nhu rồi. Hai nhu là phải được học và kèm cặp hành trì từng bước. Phải được học. Và kèm kèm cặp, kèm cặp hành biết kèm cặp phải kèm kẹp nha, có nhiều người không thầy cũng kèm kẹp chứ phải kèm cặp, biết có nghe cái kèm kẹp không? Dạ, kèm không kèm cặp á, kèm cặp vậy biết tức là một một kèm một á, mỗi kèm một á, phải được học và kèm cặp hành hành trì, hành trì từng bước. Ừ, từng bước tức là người này độn căn, gọi là độn căn. À, à. Còn cái hạng thứ tư là bá đá ba đá mô, bá đá có nghĩa là từ chương, bá đá mô là tối đa, bá đá ba đá là từ chương, còn ba đá mô là tối đa, ba đá mô. Ba đá ba rá ba rá. Ba rá. R A B A R A. B A R A. Ừ. Tiếng chưa đây R. Ba rá mô. Làm gì có cái chữ này chứ chữ gì? Ba rá mô. Đúng không ạ? Còn có cái chuyện đúng là cái này mới đúng. Ừ. Rồi, hiểu không? Là học từ chương, là người hạng người này là học từ chương. À. Tối đa chỉ ở mức từ chương. Biết từ chương không? Từ chương lòng á, từ chương là nói giảng dịch viết á ba 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 mà không lát kỹ gì hết. Tối đa chỉ ở mức từ chương. Tức là lý thuyết á. Kể cả thuộc lòng tâm tạng mà không đắc vẫn lọt vô cái hạng thứ tư. Thuộc lòng tâm tạng hết nha. Mà không đắc gì hết vẫn lọt loại thứ tư. Chứ còn mà cỡ mình là rác đó gì đó, thuộc lông đó mà không có đắt gì hết, lọt vào thứ tư là bát đá ba đồng muộn. Cái này là có bốn hạng, hạng giả hả sư, hay là bốn hạng đó? Bốn hạng người tinh Phật, bốn hạng người tinh Phật, bốn hạng người tinh Phật. Tinh Phật tức là bốn người này, bốn người theo Phật đó nha, chứ còn mà ông đạo khác mà mới nói là đang nói bốn người tinh Phật, tinh Phật học Phật và tu Phật á. Tinh Phật, học Phật và tu Phật. Uh-huh. Chắc là phải đầy đủ. Tự nhiên nhiều người tinh mà không học. Thì hạng một là cái tên nhu, có nghĩa là không cần học trước. Tinh Phật, học Phật và hành trì lời Phật dạy. Và tu tinh, Phật. Tinh tinh rồi học. Tu. Tinh học và tu. Bốn hạng học trò phải không? Không, bốn hạng người tu Phật. Rồi. Hiểu chưa? Dạ hiểu ha. Thì ngài mới tùy theo cái cơ tánh của mỗi người mà ngài dạy. Thí dụ như là có người thì ngài chỉ dạy là danh sắc vô thường đủ rồi, nhưng có người thì ngài phải dạy họ chi tiết vậy nè, họ mới hiểu. Yeah. Hiểu không? Yeah. Khổ vậy đó. Trong đây không có hạng nay vô nè, trong kinh nói nay vô là gì, là dạy cho học giáo lý xong rồi cạo đầu đắp y mới dạy nó đi từng bước quay nghi tế hạnh này, nghe con ôm bác vậy nè. Đừng có ra đường mắt không ngó xuống nghe. Đừng nói chuyện phụ nữ. Đừng tích lũy đồ đạc vận dụng nhiều nghe. Đó. Rồi tùy theo cái công bệnh không phải nhờ ai, thì khi con cần giúp đỡ này không phải nhờ ai, mình ông sư mình dây giới hạn mình tới đâu, giới hạn mình tới đâu. Ở trong kinh có một cái định nghĩa rất là hay, tình cờ trong Bali mình lại giống trong tiếng Si Lan Tí Si Măng. Si Lan Tí Si Măng nghĩa là gì? Giới hạn, biết giới hạn chính là giới hạnh. Giới hạn, biết giới hạn chính là giới hạnh. Ừ. Tụng nói là trùng Bali hai chữ si. Si lăng tới si măng, si măng tới si lăng. Si má là cái giới hạn. Si má là giới hạn nha. Si măng tới si lăng. Mà si lăng tới si măng. Si măng chứ phải si măng mình cất nhà không phải. Chơi chữ. Mà nó lại nên thật ra nếu mà dịch ra tiếng Việt thì rất là hay, tiếng Việt Nam mình dịch thế này là giới hạn chính là giới hạnh.
nó cũng trùng chứ. À, cũng trùng. Trùng chứ. Giới hạn. Nhưng mà cái này viết tiếng Bali hay hơn. À, hát nghe nó hay hơn. Giới hạn chính là giới hạn. Dạ. Yeah. Hiểu không? Có nghĩa là biết cái điểm dừng, biết cái bottom line, biết cái borderline. Cái borderline và bottom line nghĩa là giới hạn. Rất là xi măng tí. Xi măng tí. N T Y đó, tí Y đó. Y ngắn. À, xi măng tí rồi biết chữ xi lăng nằm rợ mình đó, xi lăng. Xi lăng. À. Xi lăng sao sai lần sao hả? Xi lăng xi la là giới. À, M A M S E M A S E M A M cái nữa. M. Rồi, đọc xi măng. À, xi măng. Xi lăng tới xi măng. Rồi cái lật ngược lại xi măng tới xi lăng. Hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Giờ viết cái này là xi măng. Cái này là xi măng tí chết rồi, thôi rồi đi chết. Câu này hay. Câu này hay. Câu này hay, chơi chữ. Chữ là xi măng tí xi lăng chấm cái rồi cái là xi lăng tí xi măng tức là giới hạn chính là giới hạn, giới hạn chính là giới hạn, hiểu không? Xi măng tí xi ma là từ lấy xi măng. Dạ 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 đó, xi măng xi ma là cái là cái râm của mấy cha làm lễ cái râm làm lễ. Tức là miếng đất đó là 800 mẫu, 8 triệu mẫu quan trọng, nhưng mà cái chỗ mà mấy cha làm, mấy cha tỳ kheo mà làm tăng sự là phải có cái giới hạn. Cái thiền đường á sư? Nấu cái miếng đất trần trụi không cần mấy, có mấy cha thì tốt, còn mà minimum là phải có quy định là cái khu đó là ngang như dạy nhiêu để cho mấy cha tỳ kheo làm trong cái khu vực đó, là mỗi lần làm lễ phải gom hết rồi đó, chứ luật cấm là anh em manh mút. Đám giác ngộ là làm lễ riêng, đám ứng quang, rồi đám xá lợi, đám quảng đức, đám đại giác, mỗi người làm lễ riêng là trong lực không cho. À. Muốn làm anh đi về chỗ anh, nhưng mà khi mà anh đến cái mảnh đất này nè thì tất cả đều phải chui vô. Phải chui vô cái chỗ được gọi là xi mê. À. Chứ không phải là thiền đường, chứ không phải là cái chánh điện hay là cái gì. À, cái chỗ đó là anywhere, có thể đó là cái chỗ có mái che, hoặc có thể là cái nền xi măng, thậm chí tại phần làm có xi măng thì một cái bãi đất cho thôi, nhưng mà được chư tăng tụng cái lời xác định. Từ đây mình sẽ anh em làm lễ thằng làm ở trong cái khu này nha, không có làm chỗ khác nha. Họ lấy bốn cục đá, họ chôn bốn góc. Cái chỗ đó theo trong Phật giáo là linh thiêng lắm. Cái chỗ chư tăng làm lễ mà. Cái từ chỗ linh thiêng đó, linh thiêng là gì? Là vì đó là cái chỗ mà chư tăng cùng hòa hợp và thanh tịnh. Thì từ đó có mấy cha mới vẽ thêm đó, là mỗi lần mà đạo lỗ rồi đó, Phật tử mới luyện tiền với luyện vàng vô cúng dường, rồi rất nhiều cô mới luyện nữ trang vô, luyện đống núi sư tụng xong cái lụm lên đeo về tật bệnh tiêu trừ tại qua đại khỏi. Ủa, không có đó. Lễ nào cũng có cái đó, tôi nói nhục đội quần luôn, nó kỳ đó. Tông thì theo lực có, nhưng mà mấy mà bệnh. Cái đó là vẽ. Nhưng mà tôi không biết. Nhưng mà trong lực bất tông thì có cái đó. Có, cái là kiến giới. Mỗi lần làm lễ mà đập mấy cái viên đá đó, là lễ đó cũng quan trọng lắm á. Có. Bên Nam Tông có, nhưng mà thường là họ xây cái cái này là cái đó đầu tiên, còn đây là xi ma là xác định từ đây về sau là tất cả chúng ta đều làm lễ trong đó, phải không? Thì thường á là các cái thiền đường á, sư con thấy là có bốn viên đá xi ma đó là nằm ngay bốn góc. Có đang nói Bắc Tông đâu? Nó không, Nam Tông, có đang nói Nam Tông. Bắc Tông là không có, Bắc Tông không có lễ xi ma. Nam Tông mới có. Rồi rồi. Bắc Tông có lễ xi ma. Xi ma là bốn viên đá đặt ngay bốn góc, là thông thường là xây cái đến chánh điện ngay đó để mà ngồi thiền. Nhưng mà cái theo lực Nam Tông thì không hẳn là chánh điện. Nhưng mà hầu như là bây giờ các chùa ở Việt Nam đều là làm từ việc cái nơi mà thanh khiết nhất, mà quan trọng nhất, mà là tôi lại chống thôi. tôi lại chống cái vụ đó. Vì chánh điện là cái chỗ Phật tử có thể bước lên. Dạ đúng. Còn riêng cái xi ma là tôi không muốn Phật tử đặt chân lên đó. Ồ. Tại vì mấy chùa làm gọn á, chúng ra mấy chú quốc giáo người ta làm riêng, miếng điện nó làm riêng. Tức là tại sao xi ma, xin lỗi nói phải tôi cư sĩ lên rồi đàn bà có tháng rồi tùm lum. Dạ, đúng. Cái này là không, cái này là tất, cái này khu đó là khu toàn bộ là của mấy ông tỳ kheo không à. Sa di chỉ là nó quét thôi, đi xuống chứ sa di không là nó chơi mà. Khu đó lên lắm, còn mình á thì làm thì không có lựa, nhắm linh thiêng tinh thần, mình nhắm đến linh thiêng mê tín, làm cho nó gọn, làm cho nó gọn mà cái mắt khổ. Mình hết chuyện gì mà hay, mình đạp ra gỡ, mình kéo vô lại nè. Bởi cái Kalama nó là cái Simao Kalama là tôi rất muốn, tôi là thí chủ, tôi bỏ tiền túi rồi tôi lót đá quý.
Tại vì cái chỗ đó là chỉ có 21 tỳ Nhưng kheo mà thôi. hình như là xưa coi xưa chưa có nói cái ý này cho anh Trình đó nha, con không thấy cái xi Không măng. cần cần không cần Không cần nó chừng nhỏ, thôi nó hả? gọn lắm, nó gọn Chừng còn khoảng tôi bao nhiêu, khiếp nhưng mà khiếp xưa chỗ xưa nội tính lúc là khoảng đó. bao nhiêu phần trăm? Tôi thì tôi với Hoàng An hai đứa làm từ đến trời đất đất rồi mình tôi Đáng Hoàng thù An nha đó sư. là không nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi rất là muốn làm cái đó mà ruột lắm, mới làm để chủ ruột lắm á, tức nghĩa là nâng nền lên cao xong xuôi làm đá quý lên trên là phải cái mái che. Mà mái che là gì? Mái che là cái mái mà nó hơi 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 hơi, hơi, hơi xa xa đặng mưa được cái tạt mà nó không làm vách, hiểu từ đó không? Mái mái vậy nè, mái vậy nè, đó cái nền vậy nè, cái nền nằm ở đây này, chứ từ tôi không muốn làm vách, cô hiểu không? Tức là chỉ có cái mái chứ thôi, chỉ có mái che tới đây thôi, đặng che mưa gió được cái tạt, mình không có cần dài lắm, dài tới đây được rồi, dài tới đây này. Mùa đông Cái này mới trả ra làm lễ có chút xíu à, làm lễ gì sư, mấy cái lễ tăng quan trọng sự đó ví dụ hả? như nhà thọ y nè, hoặc là tăng sự có bốn trường hợp: một là thọ y, hai là đại lễ xuất gia, ba là một cái tăng sự đặc biệt nào đó trong chư tăng, bốn là xử phạt. Xử phạt hả? Một là xử phạt, hai là thọ y, ba là phát lồ, bốn là chuyện của tăng. Phát lồ thì là gì sư? Thọ y, xử phạt, phát lồ, xuất gia, thì mở đơn, cái chuyện của tăng mở đơn là như đơn, truyền 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 đại giới nè, hoặc là giao phó trách vụ nè, giao phó trách vụ. Ví dụ như bây giờ cái việc đó là phải là sư A làm, phải thông báo từ đêm sau xin chư tăng nhìn nhận nha, sư A trách nhiệm cái chuyện đó nha, sư B Hay quá làm chuyện ha. kia nha. Thờ y, xử phạt, phát lồ. Phát lồ là gì sư? Phát lộ Là nguyện á hả? không phải, phát Nguyện lộ là mở, phát lộ tức nghĩa là gì? Phát lộ nghĩa là thú tội á, tức là mỗi tháng mới cho tụng Bồ Tát á, à, thú tội là mỗi tháng tức là mới trả tụng lên, tụng mới Bồ cho Tát, tụng giới đó, tụng cho giới. tụng giới và nhận lỗi, gọi là phát lộ. Như vậy là làng mai cũng làm tùm lum, con thấy là tụng giới ở trong Tôi sợ lắm thôi, tôi không có đụng tới mà nó, nhưng mà tôi đang nói năm tông á, là cái chỗ Sima nè, để dành thọ y nè, để xử phạt nè, phát lộ nè, với là chuyện của tăng. Chuyện tăng này gồm có ba cái chuyện như trao, như là truyền đại giới hay là Giao phó trách giao phó vụ. trách vụ. Mà thời này không có thời Đức Phật, chuyện gì cũng phải tụng hết á, nó tụng chơi ghê thật, là giao phó bằng tiếng Pali. Ví dụ như bây giờ cái chùa Kalama mùng mền nhiều quá, cái hành giả vô tu xong cái sách đít đi hết, thì chỉ đang khám được răng mới tụng. Kể từ hôm nay sĩ giác viên là người phanh đây ra đây ca, trách nhiệm là người coi kho đồ giáo sản, giáo sản là tài sản của tăng á. Bởi vì sĩ giác viên là người ở đây lâu nhất mà tắm rất cẩn thận, mà siêng chịu khó giặt và phơi, thấy sĩ viên làm nhiều lần thì nó được. Nay chúng tôi tin cậy từ được cái sự ủy nhiệm của chư tăng, xin giao cho tỳ kheo giáo viên chịu trách nhiệm làm phanh dagarika, có nghĩa là người trực tiếp bảo bảo vệ cái Như đó. vậy là ở Myanmar có chỗ nào mà là một cái sima mà nó chỗ nào chùa nào cũng Chỗ nào có, không có chùa nào sima cũng có hết, ha. có men chợ mới làm bốn này được chứ. Vì vậy là ở Việt Nam là không có rồi, không Có có gì đâu nhiều lắm á, gì đâu nhiều lắm chứ, đúng thầy cô rồi, không biết, nó khổ nữa, tôi đâu kinh ngộ, tôi kỳ biết đấy. mà. Như vậy là cư sĩ không có bước vô thành ra không biết rồi, phải không sư? Chứ nếu còn có ở lòng để ý á, thì biết thì nó có bốn cái cục, nó để cái chữ, nó để cái chữ, có chùa thì làm chìm dưới đất, còn có chùa thì không, mà phần lớn những cái chùa sau này tôi biết là đều có để bốn cái trụ, Dạ có bốn trụ. đó là bốn cái gì mà trong kinh trong được ghi rõ lắm, cái vật móc, cái móc tức là cái landmark á, cái cục mà để làm dấu á. Cái làm dấu nó có nhiều loại, một là lấy hồ nước, lấy núi, là cái gì mà đất nó rộng á thì lấy núi đó làm ra làm cái ranh. Sao sao nữa, Dạ không, xin nói tiếp đi. lấy cái núi này nè, lấy nữa là ví dụ như là Hương Nam hả, Hương Nam lấy cái dãy đó đó, lấy cái dãy nó làm ranh nha, Hương Bắc lấy cái hồ đó nha, đó Mà rộng dữ vậy đó hả sư? có những miếng đất là thời xưa rộng lắm. Rồi có trường hợp là cái ranh nó chỉ là bốn cục đá thôi. Chỉ rất là chi tiết. Mà mỗi cục Như đá vậy trong lực còn ghi rõ, mỗi cục đá vậy là không dưới 60 kg, tại vì nhỏ quá nó sẽ bị trôi. Không dưới 60 kg.
Như vậy là chỉ có khi nào đó là làm bốn nhiệm vụ này à, thì mới được bước vô đó. Mà tỳ Thì kheo quay ra mà, là tỳ kheo không, nhưng mà còn sa di cũng không được, sa di và cư không, sĩ. không, sa di lên quét dọn, cư sĩ không được quét dọn có gì hết. Nhưng mà khi không mấy cha thì thì mấy cha tỳ kheo đang làm gì? Việc thì không được có mặt thôi. Nha. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà bình thường thì bên mấy xuất giáo người ta cũng ngại để cho cư nữ lên đây lắm. Nha, Tại vì nếu như anh lên đây làm cái gì, nó nhỏ xíu à, nha, nha, mà lên làm cái gì, vấn đề lên làm cái gì, hiểu 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 không? Mình đâu cần thắc mắc nó với lại gì, nó trống trơn mà, nó nó có trống khí trơn hết, đâu nó có hoàn ai toàn nó phật không có ơi. gì hết. Ngay cả bây giờ mấy vị là coi mấy cái Nó mà giống như là bây giờ là một cái phòng họp vậy đó, không, nó còn nó tệ hơn nữa, nó là giống như cái nhà mát vậy đó, đúng nó rồi như cái đó, nhà bây giờ mát là vậy nó đó, giống như nhà mát nó rồi, không còn có cái tệ gì hơn hết phòng trơn họp, à. nó không có hết, nó như cái nhà mát vậy đó. Coi trong bây giờ muốn coi muốn cái mô hình mà Sima mà đẹp nhất mà tôi thấy đó là của chư tăng người Âu Mỹ làm tại Úc, làm tại Thái Lan, mà chỗ nào mà có đông sư Âu Mỹ, trong đó mà ông chỉ để một bức tượng Phật chỗ xíu chừng 5 kg thôi, chỗ xíu, và có nhiều chỗ không có tượng Phật luôn, không có tượng Phật luôn, ở chỗ họ chỉ để trang trí một bức tượng, Không bàn không ghế gì hả sư? tại nó khổ quá, ngồi đâu, ngồi bệnh đất hết. Cái tỳ kheo nguyên thủy nó đẹp dữ lắm, là mình giờ mình bài viết tôi nghe nãy tôi nghe cô nói là tôi giỏi rồi, một là Sima giống phòng họp là thấy nó quát rồi, còn lại gì còn bài ghế nó kỳ dữ lắm. Cái tỳ kheo nguyên thủy nó đẹp dữ lắm, tỳ kheo giờ Nếu không là không có dám lưu truyền à. mà cái đó nó là muốn công đức là nhiều đó, là mình ra công á, ví dụ như mình đá họ chở, một là họ chở xe mình chở tới nơi đó, phước nó ít lắm, mà nó chở đổ chỗ nào là mình để mình gánh đấy, mình gánh là 2 cục 3 cục nữa mình sắp, mình gánh cho thợ nó sắp á, rất nhiều đồ đá tốt đá màu á, Miến Điện đá màu nhiều lắm, tôi có thấy cái chỗ mà đại thạch động kiết tập tam tạng ở dân gung mà gần chùa Ca Ba Dê á, là cái cẩm thạch màu á mà mấy đại thí chủ mua về gánh lên vách á, thì cái chỗ xi mai này nếu mà có tiền tôi cũng mua nó về tôi gánh, tức là chỉ đang ngồi giống như ngồi trên cái đài cẩm thạch vậy đó, mà không có nhiêu tiền, tại mình mua đá dụng mà, mình mua đá dụng về làm cái xi mê Thì làm cái lớn làm cái lấy cái đỉnh núi thì qua núi kia đâu có, cái là hồi nãy tao đang nói vụ khác khổ quá, mấy người mình trộn vậy mà những cái vụ khác, còn này cái này chỉ đủ cho 30 ông thôi. hai con một hộp quá chắc Cái không biết chừng nào mới xong đó. này là chứa 30 tỳ kheo, trong lực này cho Dạ trong lực có nói rõ là minimum là 21, minimum là tối thiểu á, thì bây giờ tôi làm tôi dự trù khoảng 30 cái 50 mét vuông ba 30, tức là tại sao tôi thích 30 kỳ, cái gì cũng 30 hết á, thì ở đó là cái cốc cũng 30, thì cái chỗ ngồi thì kheo mà nó ngày tới sự thầy tôi ngày còn kỹ nữa, là khi mà làm vậy nó càng cho căng căng gì đó, căng dây để thấy rõ bằng mấy hàng mấy hàng mấy hàng 6 5 30 á, chính xác vậy đó. Và ngày còn tính đó là cái chỗ ngồi có đủ rộng không, chứ còn 30 mình ngồi chứ bấm vậy không được, ngày ngày tính sao, ví dụ cái bàn này là đó, cái diện tích cái bàn này ngồi đủ Ngồi hai cho nó vị thoải mái, ngồi không, thoải không? mái. Ừ. Tầm 50 là Phước lớn lắm, 50 vuông đủ. 50 là mà 60 là rộng mục rồi, đích 60 quá là rộng rộng lắm. rồi, Lắm. mà ruột á, cái đó Rộng ruột thì nó đó, loạn thưa phải không, nó thớ thưa thớt đúng. 50 trở lại. Nhưng mà sư phải nói được cái ý nghĩa của 30 thì nghe nó thuyết phục hơn. 30 30 35 35 bậc, bậc. muốn trở thành Có Phật thể phải tu 30 35 bậc. à. Có vị Phật tổ á, 30 35 bậc. Bên Bắc tông chỉ có 6 bậc mà. Mà đây có 10 thôi, nhưng mà lại 10 nhân cho 3 cấp. Thành ra 30. Vì hành 35, vì hành 10 35 mặt mà dám bỏ thì dám hy sinh tài sản thì cái đó là gọi là 10 35 mặt bậc hạ. Vì hành 35, vì hành 10 35 mặt mà dám hy sinh tứ chi mắt mũi thì đó là 10 35 mặt. Như vậy bây giờ mình mỗi lần mà cô muốn cô nói đến cái giáo lý duyên khởi, bây giờ mình chiều nay mình học qua là giáo lý duyên khởi phải không? Giáo lý như vậy. Đó, cho nên học giáo lý duyên khởi. Thì mấy bạn trả lại cái bài ruột của tôi này, do vô minh đừng bốn đế không, một là do không hiểu bốn đế, đặc biệt á là mọi hiện hữu là khổ, do không hiểu cái đó đó nó mới dẫn đến gọi là trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp
thiện ác. Từ đó nó mới dẫn đến cái gì ta? Nó dẫn đến gọi là tạo ra là các cái tâm đầu thai. Bây giờ có hiểu chưa? Yeah. Đầu thai đó, các tâm đầu thai. Rồi từ đó nó mới dẫn tới cái gì? Sự có mặt của sáu căn xuyệt sáu trần. Tại sao có cái xuyệt? Là bởi vì bởi vì cái này chắc cô nghe là cô chịu không nổi, mà tôi phải nói cái này khó người chấp nhận được lắm. Sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó biết sáu trần, và sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó được sáu căn biết. Ví dụ sao sự có mặt của sáu căn sáu trần, thấy không, là sao ta? Cái viết này nó là trần nào trong sáu trần? Mắt. Đối tượng của mắt, đúng không? Đúng. Yeah. Rồi, đúng hay sai? Dạ. Yeah, đúng. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, mình nghĩ sao mình nói vậy, mình đừng có sợ ai giết mình. Yeah, yeah. Thứ hai là khi mình thấy đó là đúng là mình trả lời không có do dự. Chỉ còn mình cái chuyện vậy mình cũng ấm ấm hết, không được. Hỏi gì cô đàn ông đàn bà mà cứ suy nghĩ hồ chắc lét là không được. Thì cái này là cảnh là cảnh trần. Cảnh trần cái gì trần trong sáu trần? Mắt mà mắt gì sắc biết, sắc trần. À, sắc trần. Yeah. Đúng không? Dạ đúng. Cô trời đó được không? Được. Vậy nó đâu phải là nó là xúc trần. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là sắc trần mà là xúc trần nữa. Nếu mà chạm vô thì nó mới gọi là xúc trần. Còn nếu mà đầu tiên chỉ nhìn thôi thì nó là sắc trần. Đúng. Như vậy đó đúng với cái câu này đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là khi nó được gọi là trần nào đó là nó phải bị được cái căn nào đó biết. Dạ. Yeah. Phải vậy không ta? Đúng. Yeah. Như vậy bây giờ cô nhắm mắt lại, cô nghĩ về nó thuộc về trần nào? Nó là tưởng rồi. Nó là pháp trần. Nó là pháp sắc thân khí vị xúc pháp. Đúng chưa? Dạ. Yeah. Là pháp trần, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Vậy bây giờ cô biết nó bằng cách là cô ngửi nó này, nó là khí trần. Nghe kêu không? Yeah. Rồi nếu mà đứa con nít nó thấy ra đây có miếng mặt nó lại lưỡi nó liếm vậy thì cái này là xúc là vị trần. Vị trần. Hiểu không? Có nghĩa là tuy nó liếm mặt chứ phải liếm kỳ viết, đúng. Nhưng mà lúc bây giờ nó vẫn biết cái kỳ viết này qua cái lưỡi của nó, đúng không? Yeah. Rồi. Như vậy thì mình thấy cũng cái viết này mà nó có thể là sáu trần, đúng không? Dạ đúng. Thính trần nè. Ừ. Phải không? Quả là nghe tiếng rớt nè. Cái gì vậy con? Cái viết rớt sư ơi. Hỏi sao con biết? Thì nó rớt, mà thấy nó rớt. Ừ. Thấy nó rớt và nghe cái tiếng nữa. Hai cái cộng lại cô mới nói là cái viết rớt sư ơi, đúng không? Dạ. Như vậy thì cái viết này nó là sáu trần, đúng không? Và nó chỉ được gọi là sáu trần khi nào nó được sáu căn biết. Còn nếu không á, thì nó là trần nào đó trong sáu trần, vì nó chỉ được căn nào đó trong sáu căn biết mà thôi. Hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu. Rồi. Cho nên nhiều người họ không chấp nhận được cái đó. Họ nói rằng tuy tôi không có thấy, bây giờ tôi đóng cửa là tôi tắt đèn, tôi không có thấy cái gì bên ngoài, nhưng mà cái đó vẫn tồn tại. Sai. Nó tồn tại với người khác, đối với tôi nó không có. Không, tôi nghĩ về nó mới có, nhưng đằng này tôi không hề thấy, không nghe, không nghĩ về nó hết. Nói chung là tôi không biết gì về gì cái mặt của nó hết, thì lúc bấy giờ đối với tôi là nó không có. Dạ yeah, đúng. Nhưng mà đối với nó, cô á, thì nó có là vì cô đang nhìn về nó, cô đang nghĩ về nó. Thì nó không nghe kịp không? Kẹp, họ chịu không, kẹp, họ kẹp, chịu không nổi cái định nghĩa quái đản của đạo Phật á. Khi mà nó không được ta biết tới thì nó không có, nó không có ít nhất là đối với ta. Sáu căn nó chỉ được gọi là sáu căn khi nó biết được sáu trần. Và sáu trần nó chỉ có mặt khi nào nó được sáu căn biết. Mà bây giờ tôi đóng cửa gỡ tắt đèn, tôi lo tôi chơi game trong đây, thì toàn bộ cái bên ngoài nó thuộc về trần nào? Tôi không nhớ, không thấy gì bên ngoài hết. Mà cũng không nghĩ tới luôn. Đúng, đã nói không mà. Thì khi đó không được gọi là sáu trần. Bây giờ đúng không? Dạ đúng, đúng. Thấy chưa? Bây giờ hiểu chưa? Ừ. Hiểu cái đó chưa? Hiểu. Tôi không biết gì bên ngoài hết. Thí dụ như bây giờ có một thằng trộm nó định bên ngoài mà tôi không biết. Như vậy thì thằng trộm nó là trần nào trong sáu trần của tôi? Sát trần. Tôi đang chơi game, tôi đóng cửa tắt đèn. À, không có trần nào hết à? Thằng trộm đó. Không phải trần nào hết đúng không? Đúng, không có trần nào hết. Bây giờ hiểu chưa? Dạ. Yeah. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà lúc đó bà này bà đi đái, bà thấy thằng trộm, hiện trộm nó thuộc về cái trần nào của bà? Sát trần. Sát trần. Phải. Thằng trộm nó có uống thuốc nữa. Sát trần đối với lại cô này. Yeah, đúng. Mình bắt nó có uống thuốc nữa. Bà nghe mùi khói thuốc bà mới nhìn là bà thấy nó. Rồi bà nghe tiếng nó đi. Kịp không? Dạ, kịp. Vậy thì lúc bây giờ nghe tiếng nó đi là cái gì, là thinh trần. Ừ. Nghe mùi khói thuốc lá của nó là khí trần. Ừ. Và thấy nó là sắc trần, đúng không? Ừ. Trong khi đối với tôi thì thằng trộm nó không là trần nào hết, đúng không? Dạ. Vậy thì sáu trần chỉ tồn tại khi mà nó được sáu căn biết, là chỗ đó đó. Ừ.
Bây giờ hiểu chưa? Hiểu. Hả? Lạ quá ha. Dễ sợ không tới chuyện nữa. Hiểu nhưng mà con... Hả? Hiểu không? Dạ, hiểu, con hiểu. Không con học. Hiểu. Khi mà con không học con không biết được những chuyện khủng khiếp vậy. Đúng. Tại vì bình thường á mình cứ nghĩ nó là cái trần, mặc dù là mình không thấy nó nhưng mà nó vẫn là cái trần nhưng của mình. Nhưng mà đằng nào chứ này là đằng nào? Bây giờ chính miệng cô đã nói không thuộc đằng nào mà. Dạ. Vậy bây giờ nghe lần nữa là tôi đang trùm mền ngủ, ngáy khò khò. Thì đang trộm cái đình bên ngoài nó là đằng nào của tôi? Sao em chịu nói? Dạ đúng rồi. Hiểu không? Không đằng nào hết, cho nên bệnh hạ nó mới nói là sáu trần chỉ tồn tại khi nó được sáu căn biết. Bây giờ hiểu chưa? Dạ hiểu. Hử? Dạ hiểu. Rồi. Chưa cái mình còn có chuyện này nói cho cô nghe luôn. Hả? Sáu trần chỉ có mặt khi sáu... Khi được sáu căn biết. Hả? Như vậy là nó mà, một... mà ví dụ như hiểu không? Hiểu. Đừng có gượng với hai cô. Con muốn hỏi cái thức chỗ nào đó thôi. Thức nào? Cái biết đó hả? Căn đó. Vấn đề hồi nãy tôi nói là tôi trầm mền, hôm nay tôi chơi game. Thằng trộm nó nấp bên ngoài. Cái căn nó biết thì con muốn sửa cái câu này cho nó đúng. Sửa câu sao? Sáu cài trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó được sáu căn biết vậy thôi. Thí dụ như bây giờ Đức Phật dạy biết bao nhiêu điều trong kinh điển mà mình không có học thì những cái người dạy nó có phải là trần trong thức mình không? Không. Đức Phật có lúc ngày kể 18, có lúc ngày kể 2. Nghe kể không? Chỉ trong 12 xứ ngày kể có sáu căn sáu trần thôi, có biết gì đó không? Khi mà ta nói sáu căn là mình có thức trong đó. Khổ quá, nhưng mà chị đồng ý là Đức Phật có kể sáu căn sáu trần có không? Có. Kể ở đâu? Thì 12 đó. Đó. Phải học cho đủ. Để có lúc người kể tới 18 là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Nhưng có lúc người kể có 12 à. Nhưng mà có lúc người kể có 6 thôi, ví dụ như người nói thủ túc lục căn, chứ ngày chớ hề nhắc gì tới cái chuyện mà thức gì trong đó, mà người kể cũng không nhắc số 12 luôn. Người nói thủ túc lục căn. Tu là phải thủ túc lục căn. Khi mà mắt thấy cái gì đó là không để tâm khó. Thấy chưa? Bây giờ hiểu chưa? Thông qua phải không? Rồi. Do không hiểu bốn đế nè, tức là không hiểu mọi hiện hữu là khổ, nên từ đó nó mới trốn khổ tìm vui bằng nghiệp thiện ác. Là sao ta? Do tôi không hiểu rằng ở bên đất Campuchia là khổ. Nghe kịp chưa? Yeah. Đó là vô minh. Cho nên tôi mới chịu khó tôi đi làm lụng bên Campuchia để tôi làm nhà, làm cửa bên đó. Nghe hiểu không? Yeah. Nghe hiểu không? Yeah, hiểu. Đó là hành. Do cái vô minh là không biết Campuchia là cái xứ không đáng ở, cho nên nó từ cái vô minh đó nó mới dẫn đến chuyện là tôi mới về đất Campuchia được xây nhà cửa buôn bán bên đó, đúng chưa? Yeah. Rồi từ chuyện xây cửa nhà cửa tôi mới quen gái Miên, tôi mới đẻ con trên đất Miên, xem chưa? Yeah. Tôi có dòng họ bên vợ tôi là đều là người Miên. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cớ sự là tôi mọc rễ bên Miên. Rồi có một đêm mưa nào đó mấy thằng Miên đem ăn chặt đầu tôi. Bây giờ hiểu chưa? Cái hiểu tức là đầu tiên là do cái tôi không hiểu về Miên. Đất Miên và người Miên nó mới dẫn đến chuyện tôi đầu tư làm ăn, tìm kiếm yêu đương gì bên đó, là lập gia đình hôn nhân bên đó, sanh con đẻ gái bên đó, mua nhà dựng nghiệp bên đó, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi. Thì ở đây cũng vậy, chuyện đầu tiên là tôi không hiểu mọi hiện hữu là khổ. Cho nên mỗi lần tôi khổ, tôi có hai cách trốn. Một là tôi vùi đầu vô trong số 14. Bất thiện. Hai là số 25. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi. Mà trong khi đó lẽ ra tôi phải hiểu rằng 14 là khổ trực tiếp, mà 25 là khổ gián tiếp. Lẽ ra tôi phải hiểu cái đó. Và đằng này tôi không hiểu, tôi cứ tưởng là 14 là khổ mà 25 là vui. Thì trong kinh dạy mà, kinh dạy 25 là nhân tạo ra niềm vui mà. Nhưng mà trong kinh có nói đoạn sau tôi quên đọc. Trong kinh nói vui cỡ nào cũng vô thường, cái phần đó tôi quên đọc. Trong kinh có nói cái đó nha. Trong kinh có nói là vui cỡ nào cũng vô thường, thì cái phần đó tôi có đọc, tôi đâu có phần nào à. À, nhân ác tạo ra quả khổ, nhân thiện tạo ra quả vui, là tôi cứ nhớ cái vui này. Đa phần Phật tử mình là không biết cái câu thứ ba, vui nào cũng vô thường, thì bận nó không học. Nhưng mà học tới cái chỗ mà thiện nghiệp là tạo ra cái quả lành, quả vui, cho nên là mong đời sau sinh ra là nhà giàu đẹp nhan sắc, ngọc giỏi tiếng tâm quyền lực của nhưng mà ai là người dạy cho Phật tử những cái điều đó thì mấy ông thầy, mấy ông sinh. Rồi. Thì ai biểu, tại vấn đề mình không có nhu cầu chứ, có mình đẹp ông ra ông cũng dạy chứ sao không dạy. Thì ông nào dốt mà thôi, mà ông nào giỏi cũng dạy chứ. Thì nó thẳng là nói ra hai kỳ. Có những ông làm biến hoặc là ông không có thiện chí, thì mình biết ông có khả năng thì mình phải tìm đủ cách nào để cho ông dạy, có cách chứ. Thì nên nhớ ông biết Phật pháp mà. Dạ, okay. Mình đánh động cái lòng từ bi của ông, đánh động cái tinh thần trách nhiệm của ông thì ông dạy. Dạ, chứ. Okay. Hiểu không?
Hoặc nếu cần mình xài miễn nhân kế hay là cái gì miễn mình học được thôi. Rồi học đạo có miễn nhân kế, nhớ người kia mà xưa miễn nhân kế là nghĩ tội vô lớn bà tin hơn kia người kia mà miễn nhân kế khiếp thì bà. Rồi do cái chuyện mà làm các nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến các tâm đầu thai, mà từ các tâm đầu thai nó mới dẫn đến sự có mặt của sáu căn sáu trần, đúng không? Từ đó nó mới dẫn đến sáu xúc, bởi vì sự gặp gỡ của hai cái này mà. Sáu xúc rồi cái gì nữa, sáu thọ rồi cái gì nữa, sáu ái. À, có nhớ hồi sáng cái Chavana không ta? Yeah. Nhớ không? Có nghĩa là khi mà mắt thấy tai nghe đó, thay vì bậc thánh người ta cũng có sáu xúc sáu thọ nhưng mà người ta không có sáu ái. Còn mình thì tới cái chỗ mà xúc thọ cái quốc kia mình sáu ái, thấy chưa? Chứ bậc thánh chỉ tới sáu xúc sáu thọ thôi. Có nghĩa là gì, là nhãn thọ nhĩ thọ vậy đó. Mắt khi mắt thấy gì đó ngài cũng có cảm giác chứ, có chứ. Khi tai nghe cái gì ngài cũng có cảm giác, nhưng mà ngài chỉ tới đó ngài ngưng vì A-la-hán không có thêm nữa. Ngay cả tu đồ, ngay cả A-na-hàm á, là người ta đó, là mắt thấy tai nghe là người ta đã bất động rồi, ta không còn dục ái và sanh. Còn riêng về mình á là có sáu căn sáu trần, rồi từ đó nó ra sáu xúc sáu thọ. Sáu xúc là gì biết không? Xúc chạm. Sáu xúc là sự gặp gỡ của hai cái này, sự gặp gỡ của 12 cái này thì sự gặp gỡ gọi là sáu xúc. Và những cảm giác có được từ sự gặp gỡ ấy được gọi là sáu thọ. Có cần ghi không, ghi mất quên. Cái này đủ rồi tôi. Hiểu hả? Rồi nha. Mà hiểu không? Dạ hiểu. Sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần thì gọi là sáu xúc. Cảm giác trong lúc ấy thì gọi là sáu thọ. Niềm đam mê trong sáu trần gọi là sáu ái. Hiểu không? Ái sâu đậm. Không. Tà kiến sâu đậm. Không à, thì nó dẫn đến là bốn thủ, đúng chưa? Đó, tại trong sáu ái này nè, trong sáu ái này nó có mạng và kiến, nhớ nha. Trong cái sáu ái này nó có mạng và kiến đi cùng. Mạng là ngã mạng á. Ngã mạng là gì nhớ không? So sánh. Hơn bằng thua gọi là mạng. Như vậy thì sáu xúc dẫn đến sáu thọ sáu ái, mà trong sáu ái nó có mạng kiến đi cùng, đúng chưa ta? Thấy không? Trong sáu ái nó có mạng kiến đi cùng. Chị còn nhớ này không? Tà kiến, trong tâm, trong tâm ly tà thì gì ta? Trong tâm ly tà thì có cái gì? Hả, ly tà thì có ngã mạng. Rồi, đó, mà hả, hợp tà thì. Ok, thấy chưa? Rồi. Như vậy thì là mà hãy cái kiến này mà nó mạnh, ái mà này mà nó mạnh thì nó tạo ra tứ thủ. Tứ thủ là gì? Tứ thủ là cũng ái đó, nhưng mà nó ghi chặt. Mà tại sao mà ngài tách riêng cái ngài không chịu nói ái không, mà ngài đẩy cái tứ thủ vô chỗ này? Là bởi vì ngài muốn xác định cho mình thấy rằng chính vì con thích cái gì đó mà có cái ý niệm ghi chặt á, thì nó mới, con mới từ đó con mới tạo ra. Nhưng mà thấy là mạng với lại kiến sâu đậm chứ, nó nói ái sâu đậm. Ái trong tứ thủ của chi pháp đó là gì? Cái thấy sáu ái không? Thấy tụi gạch dưới không? Thì sáu ái sâu đậm, thì trong sáu ái đó là Đức Phật chỉ nhấn mạnh có cái ái và cái kiến thôi. Cái mạng này nó không phải là nhân sinh tử. Ái mạnh với kiến mạnh đó, nè ái nè. Ái sâu đậm, kiến sâu đậm nè. Bốn thủ. Rồi từ bốn thủ nó mới tạo nghiệp thiện ác. Mà bây giờ cô có thấy cái này nó giống nhau hay không? Nè, có nè. Có thấy giống không? Nè. Do không hiểu bốn đế nên nó trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp thiện ác, thấy không? Ừ. Có thấy không? Cứ dạ hoài vậy. Tôi dẹp không có dạy nữa nha, tôi đi chơi à. Rồi. Nhưng mà xuống tới đây mình lại thấy tạo nghiệp thiện ác lại nữa. Ừ. Có nhớ chi pháp của hữu không? Thủ tạo ra hữu nè. Thủ. Ừ. Thì vậy nó quay nó lại. Chắc tôi phải đứng dậy tôi cho cô cô này cũng hiểu rồi. Cái này sư vẽ vòng tròn dễ hiểu hơn cái vòng tròn. Tôi muốn cô vẽ, thầy ngài tỉnh sự và cái ông sư bên thái thầy các bạn này là bắt vòng tròn vẽ, không vẽ làm chửi chết. Okay, chứ không có thầy nào đi vẽ cho trò hết. Ok nha. Cô vẽ cô mới nhớ, cô ra xuống cô lụm luôn cái vẽ này lên cô vẽ cho nó nhớ chứ còn đừng có vẽ quắc à. Rồi từ nghiệp thiện ác nó mới ra cái tâm đầu thai. À rồi. Rồi cái gì nữa? Đầu thai là gì nữa? Đầu thai là bắt đầu sanh, lão, tử,
sau bi rồi gì nữa, bắt đầu quay lại từ đầu. À, tức là vô minh dẫn đến nghiệp, dẫn đến đầu thai, hiểu không? Vậy thấy giờ chưa? Nó cái vòng tròn lẫn quẩn. Bây giờ thấy chưa? Quay lại tức là đầu. Tâm đầu thai này, thấy tâm đầu thai không? Tâm đầu thai thì là gì nữa? Tâm đầu thai là phải có 6 căn, mà 6 căn này phải phải sao ta? Phải có già bệnh chết. Mọi cái rắc rối ở đời là do sanh mà có. Yeah. Mà sanh nó đâu ra? Bắt đầu người mới truy ngược lại, truy ngược lại, sanh nó ra từ hữu, hữu từ đâu ra? Từ thủ đi ngược lại. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà có người ngày nó bắt đầu từ chỗ 6 căn. Ngày nói này các tỳ kheo phải thu thúc 6 căn, bởi vì nếu không thu thúc thì từ 6 căn các người sẽ có sao. Tùy theo căn cơ trình độ của mọi người, Đức Phật sẽ nói. Rồi có lúc cái ngày bắt đầu từ 6 xúc. Dạ rồi con hiểu. Thì đầu tuyển kinh tạng bắt đầu từ 6 xúc đó. Dạ. Bởi vì tu là gì? Tu á, tu là giải quyết vấn đề 6 xúc xuống hàng, 6 thọ xuống hàng, 6 tưởng xuống hàng, 6 tư xuống thọ tưởng tư. Yeah. Tức là tùy tùy cái chỗ, tùy cái duyên, tùy cái duyên của người. Thí dụ như hỏi 6 tư là gì, 6 tư tức là nghiệp thiện ác trong lúc 6 căn biết 6 trần, được rồi, 6 tư. Hiểu không? Khi mà con nhìn cái gì mà con thích thì có nghĩa là lúc đó con đang tạo cái nghiệp qua nhãn căn. Con nghe cái gì mà con thích hoặc là con ghét, chị Hồng nghe không? Con nghe cái gì, con thấy cái gì mà con thích, con ghét, đó là tạo nghiệp qua nhãn căn. Tức là nhãn tư đó, lúc bây giờ nó thuộc về tư, không? Nhãn tư. Rồi là khi mà con thấy cái gì, con nghe cái gì, con ngửi, nếm, đụng và suy tư cái gì mà con có nghiệp thì ghét, thì đó cũng là tư trong 6 tư. Nghe kiểu không? Đó, tư là nghiệp. Tư là nghiệp. Rồi, đầu tư á, tư cái này đầu tư rồi. Tưởng cũng vậy. Tưởng cũng có 6 là sắc tưởng, tinh tưởng. Có hiểu sao tưởng không? Con tu ở đây ngày dạy mình, con tu 6 tưởng thôi, mình nghe nó kỳ, ta Phật pháp gì mà ngộ ngộ, đúng, tu 6 tưởng là vì sao? Là vì thế giới này có hai cách nhìn, một là nhìn trên bản chất và nhìn trên hiện tượng, nhớ không? Hiểu không? Thì mình nếu mà mình không có trí tuệ, không có chánh niệm, không có thiền định thì mình chỉ biết chìm sâu ở trong thế giới hiện tượng. Chính vì tìm chìm sâu trong thế giới hiện tượng cho nên khi mà mình thấy cái này cái kia mà bắt đầu mình thiêu dạch, hiểu không? Ví dụ ngày đó này các tỳ kheo, có những vị tỳ kheo đi vào xóm làng thất thực, tâm không chánh niệm, nhìn thấy phụ nữ ăn mặc không đoan chính, bèn khởi cái dục niệm, và đó chính là cái điểm bắt đầu cho cái sự thối đọa trong cái đời sống phạm hạnh. Cô có tin gì đó không? Dạ tin chứ. Mình thấy nó ăn mặc rồi mình nó mến rồi đó, rồi mình giữ nó mặc những cái mình nhìn mình muốn điên luôn á. Cho nên đó là một cái, đó là gì, đó là tưởng, nghe kịp chưa? Đó là tưởng. Rồi thọ cũng vậy. À, tu là giải quyết vấn đề của 6 thọ là gì ta? Thích ăn ngon có phải là thọ không? Dạ đúng. Yeah, thích ăn ngon đó là nghiệp, đúng. Mà mình nói đó là tưởng cũng được, mà nói đó là xúc cũng được. Thích ăn ngon, thích được khen, khổ tâm vì bị chê bị chửi, cái đó có phải là thọ không? Dạ đúng. Yeah, cho nên nó là tùy cái cách duyên, cái duyên nó cái tùy mỗi người mà Đức Phật ngày bắt đầu cái duyên khởi từ điểm nào. Nhưng mà cái chánh đó là vì đa phần người thấy đa phần là phải bắt đầu từ cái chỗ vô minh á, cho nên ngày mới nói từ chỗ vô minh. Thật ra có nhiều người không bắt đầu từ chỗ vô minh mà người bắt đầu từ cái gì gần nhất. Dạ, đúng. Để có nhiều người mà ngày bắt đầu từ chỗ vô minh á rất là xa lạ với họ. Dạ. Nhưng mà ngày bắt đầu từ cái 6 căn này lại gần với họ. Ngày nói này, con rồi con biết sao con khổ không? Là vì 6 căn của con nó không được kiểm soát. Mà tại sao 6 căn không kiểm soát là khổ? Là bởi vì khi mà mắt thấy tai nghe mà con không có kiểm soát nó bằng niệm và tuệ, thì bắt đầu con mới nảy sinh ra thích và ghét. Mà hãy có thích có ghét trong 6 trần là bắt đầu con nảy sinh vấn đề rồi, hiểu không? Đó. Cho nên đối với một số người nhà phải bắt đầu từ 6 căn. Có số người bắt đầu từ 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, khổ quá, hiểu không? Hiểu, hiểu. Chứ còn cô đừng có nói là có người bắt đầu từ đâu, phải ai cũng giống nhau hết, nhưng mà Đức Phật là do Đức Phật. Chứ có đâu Đức Phật. Đức Phật cái cách này giảng á, có lúc bắt đầu từ cái này lúc kia. Còn giống như cái này, con nghe nè. Do giáo dục có vấn đề nên là kinh tế có vấn đề. Mà kinh tế có vấn đề thì cái đạo đức có vấn đề. Mà đạo đức có vấn đề thì nó mới dẫn đến cái xã hội có vấn đề. Mà xã hội có vấn đề thì coi như chính trị có vấn đề.
cái chính trị xã hội nó mới rời nhau. Có hiểu đó không? Biết. Tại sao có sự ra đời của các đảng phái Việt Nam là bởi vì xã hội pháp thuộc rồi. Từ xã hội nó dẫn đến giáo dục, từ giáo dục nó dẫn đến kinh tế dẫn đến đạo đức dẫn đến giáo dục, ví dụ kinh tế tới xã hội, bây giờ không biết cái nào bắt đầu cái nào nữa. Hiểu tôi nói chưa? Tương tác lẫn nhau. Tương tác. Cho nên bây giờ cô tùy cái ông mà thầy nhà giáo thì bắt đầu từ vấn đề giáo dục. Ở nó một cái đất nước mà giáo dục không có được tôi okay, này bây giờ hiểu chưa? Dạ, hiểu chưa? Dạ, dạ. Nhưng mà cha kinh tế cho nó khác. Đúng rồi, cha nói là cái kinh giờ, tế là cái bao tử. À, anh nghèo anh mới dốt. Con tôi nè, con tôi bốn thằng con trai đều đi học Harvard, với gieo hết. Tại sao? Việc tôi có tiền. Anh có tiền đi, con anh học giỏi như tôi vậy đó. Anh tên tôi đi. Con tôi bốn đứa nè, Sorbonne nè, Cambridge, Oxford, Yale nè. Còn anh không có tiền. Còn anh bây giờ đi bán cái số kìa. Anh thấy không? Không có tiền mà mang được. Bà này bà nói khác. Bà này bà nói xã hội không có được kiểm soát. Mỗi người đạo đức xã hội kém quá. Cho nên nó mới ra cái sự là ba người mình không ai sai hết. Vấn đề là ba mình người mình tùy cái căn cơ mà ba người mình bắt đầu từ điểm nào. Bà này bà nói là vấn đề đối với xã hội. Bà đâu có sai. Tôi nói về giáo dục. Giáo dục học đường, cô cũng nói về tài chính kinh tế. Đúng. Thì bây giờ thì tôi bà có tôi không biết cái nào đúng. Bây giờ tôi chỉ biết là cả ba đó đều quan trọng. Nhưng mà tùy trường hợp mình bắt đầu từ đâu. Và nói được cơ thể mình, gan nè, thận nè, bao tử nè, ốc nè, tim nè, bốn cái thằng này tôi chẳng biết nào nắm nào nữa. Vì thằng nào có vấn đề cũng mệt hết trơn á. Lọc thận chết cô biết không? Cô biết gì đâu? Nhưng biết. Lọc thận mà lớn tuổi là lọc xong là trong vòng mấy năm là phải đi. Lọc thận là mệt lắm. Đó. Cho nên cô ăn rồi cô cứ nói không, tim quan trọng, ốc quan trọng rồi đó. Tôi không có tim ốc, tôi chơi cái bộ tử cái gan của cô thôi. Ở cái thận của cô sống nổi không? Tôi cho cô đi lọc thận, lọc mấy năm thôi cô chịu nổi. Càng lớn tuổi nguy cơ chết càng cao. Em dục. Cho nên bây giờ tôi chẳng biết là thằng nào quan trọng. Bây giờ thằng đái đường quan trọng, thằng cái tăng xong quan trọng, thằng tim mập, thằng kinh cũng quan trọng. Suy nhược kinh đâu sống đâu có nổi. Mà nếu sống được cũng sống làm cái gì? Suy nhược mà sống làm cái gì? Khổ lắm. Đừng có coi thường cái óc nha. Cái não bộ quan trọng đó, có chuyện gì là cũng mệt lắm rồi. Tôi có gặp mấy người bị suy nhược thần kinh. Phần dưới rất là tốt, nhưng mà cái suy nhược kinh cũng được. Bị stress, suy nhược á, lúc đầu cũng căng thẳng, giật giờ, nghi ngờ, sợ hãi. Căng thẳng, giật giờ, nghi ngờ, sợ hãi, chịu nổi. Nghi ngờ, quan mang. Mọi sự ở đời do các duyên mà có, xong chưa? Rồi cũng do các duyên mà mất, hiểu chưa? Rồi, thì cái chữ các duyên ở đây nó gồm có 24. Mà nói rộng là 48 hoặc là 52 duyên nhánh đó. Rồi thôi nói 24 này mới cho nó nhiều nó khùng bây giờ. Thì mọi sự ở đời do các duyên mà có, do các duyên mà mất. Đúng chưa? Thì cái các duyên ở đây nè, cái chữ các duyên này là số nhiều nha. Các duyên này số nhiều. Thì các duyên này nó gồm có 24 thứ. Ví dụ như giúp nhau bằng trường lớp á, thì gọi là do giáo dục. Giúp nhau bằng tiền bạc thì gọi là do kinh tế tài chính. Giúp nhau bằng cái đạo lương lý thì gọi là giúp bằng đạo đức. Giúp nhau bằng tôn giáo thì gọi là giúp nhau bằng tín ngưỡng. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu. Nói theo ngoài đời. Nói theo đông đạo. Giúp nhau bằng cái khía cạnh thiện ác thì gọi là nghiệp duyên. Hiểu không? Tại cái nghiệp của tôi đó nhỉ. Còn giúp nhau bằng các cái chi thiền thì gọi là thiền duyên. Hiểu chưa? Và nói thế này, giúp nhau bằng cách là có mặt trước thì gọi là tiền sanh duyên. Giúp nhau bằng cách là có mặt sau thì gọi là hậu sanh. Giúp nhau bằng cách là cùng có mặt thì gọi là câu sanh. Giúp nhau bằng cách vắng mặt thì gọi là vô hữu. Hiểu chưa? Lặp. Đúng là cái này là cô học, nếu mà tôi mà đi học Phật pháp tôi được học cái này là tôi hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm qua giờ tôi dạy cho cô, tôi cho cái người sơ cơ thôi. Và tôi nói thiệt, tôi thương cô đổ đường xa cô đi chứ còn mà cô mà ở địa phương tôi đã dẹp nhiều qua, cô học ngu quá rồi. Thì vậy là cái tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên là nhân có trước quả. Hậu sanh duyên là nhân có trước, năm nhân có sau quả. Hiểu không? Mà tôi nhớ thì rồi. Dạ, bữa trước con sư có nói sao. Rồi câu sanh duyên là nhân quả có mà cùng lúc.
Vô hữu duyên là nhân phải biến mất thì quả mới có được. Rất là hay, 24 duyên hệ, tức là trong giáo Phật giáo Nguyên Thủy có hai cái duyên, duyên sinh. Duyên sinh là 12 mà duyên hệ đó là 24. Cho nên cô đi mấy con số, mấy con số đo của Kalama đó, 30, 45, 80 là có ý nghĩa hết. Có ý nghĩa hết. 12, 24, ví dụ như cái thiền đường mình đó là 12, 24. Tức là 12 duyên sinh với 24 duyên hệ. Duyên hệ tức là các cái hệ quả liên quan với nhau. Tiên quan với nhau, đúng. Đây nè, đây nè, đó, đây nè, đây nè, cái cắt duyên nè. Thấy số 24 không? Dạ, dạ. Đó. Ngay cả trong con số 12 này nó vẫn có mặt của con số 24. Dạ. Yeah. 24 trong 12. Có nghĩa là không thoát, con số 24 này nó chi phối toàn bộ. Ngay cả trong cái vô minh duyên hành trong đó nó có bao nhiêu cái trường hợp duyên hệ trong đó. Và nó giúp nhau bằng cách là lặp đi lặp lại. Thì được gọi là thường cận y. Quán tính, quán là quen. Dạ. Có biết chữ đó không? Dạ biết. Biết thì nói biết. Biết quán là quen giống như tập quán. Yeah. Quán là quen, quán tính trong vật lý thì nó đánh tới đánh lùi đánh tới đánh lùi, thì cái gì mà được lặp đi lại nhiều lần đó, nó gọi là thường cận y duyên. Thường cận y duyên à, nó được lặp đi lặp lại qua là thứ gì, nước nó chảy hoài nó làm mòn ở chỗ đó. Hiểu không? Cái đó được, cái đó lấy làm ví dụ cho cái thường cận y ấy. Gọi là người Việt có một câu là đi nhiều thành làn đường, đi nhiều thành lối. À, hiểu cái đó không? Dạ biết. Thì cái đó hồi đó tôi cũng không thích cái chuyện đó lắm, nhưng mà tại vì hoàn cảnh tôi phải làm cái gì nó làm riết thành ra là ghiền luôn, nó làm trở thành ra một cái nhân tính nhân cách của tôi luôn, là cái tính cách của tôi luôn. Hiểu không? Thói quen, thói quen cái gì đó tôi không có thích. Hiểu không? Tôi không có thích chuyện đó, nói chi là thích. Cái chuyện mà mình thích mình lặp đi loại nhiều lần thành thói quen là dễ hiểu rồi. Mà cái mình ghét nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc mà mình vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, nó vẫn thành thói quen. Có biết chữ đó không? Ví dụ như tôi thấy có nhiều người họ không muốn lấy chồng, họ không có con, nhưng mà vì hoàn cảnh thì phải lấy, họ lấy xong họ lại nghiện cái cảm giác có gia đình, họ thích được bồng con, họ thích cái cảnh mà thức khuya dậy sớm nấu ăn rồi cái dọn lên là thấy chồng con xúm xích bên ngọn đèn dầu buổi chiều, rồi thích cái cảnh là trẻ con nô rồi má má mầm mầm nó nói chuyện ngọng nghĩa thích lắm, mà thật ra nguyên thủy họ rất là sợ cái đó, sợ lắm. Những cái chuyện này nó, và bên Mỹ tôi biết chuyện đó là có một cái anh chàng đó, ảnh có cái bằng BA computer, ảnh từ một cô dược sĩ lấy nhau, mà khi mà sanh đứa con ra, đứa con sanh theo cái bằng nhỏ dược sĩ này, tại vì nó lớn ở bên Mỹ nó không có chịu cái cảnh mà tuổi thanh xuân của mình mà phải hy sinh cho một đứa trẻ, cho nên nó đẻ con mới có mấy tháng nó sách, nó nói bạn với thằng chồng đó. Chồng nó rất là thân với tôi, cùng tên với tôi luôn. Yeah. Cùng tên. Nên bạn với chồng này em ở nhà em buồn quá, cho em đi đi làm bán thuốc, làm pháp xí. Thì chồng nó nói con còn nhỏ em ở nhà em coi đi. Em ở nhà em là hoàng hậu, là quận chúa, anh lo hết. Mà mình nhỏ nó buồn quá đi, nó bo đi, nó chịu nổi, nó sách đem đi gửi. Thì cái người coi là Việt Nam, không biết họ coi kiểu gì mà nhỏ nó bị ngợp á, nó bị ngợp thở. Yeah, chết luôn. Wow. Thì anh chịu nổi. Anh lên chuyện đó rồi anh đi viện luôn. Thì tại sao tôi muốn nói chuyện đó? Có nghĩa là có nhiều khi cái hoàn cảnh mà mình không muốn, chẳng hạn như cái bà kia, bà không muốn lấy chồng, mà tại vì nó lỡ rồi, lỡ thương rồi. Thì mà có khi mà có nhiều người họ không gồng được, thì cái đó nó không thành thói quen. Nhưng rồi mình gồng được thì cái sự thích trẻ con lâu ngày nó thành nếp. Rất là nhiều người buổi đầu họ không thích cái chớp đó, nhưng mà do hoàn cảnh họ phải làm rồi, biết họ thích nghi nữa nào không hay. Và trong kinh dạy rất rõ, chơi với bạn xấu cũng vậy nữa. Buổi đầu á là mình sống với họ bằng tâm thức đối kháng, mình không thích họ mà cái lâu dài cái nó dẫn đến cái gì, dẫn đến thỏa hiệp. Là cuối cùng dẫn đến gì, cái cuối cùng là gì ta? Bị đồng hóa. Dễ sợ chưa? Buổi đầu là tâm thức đối kháng, thứ hai là qua tới giai đoạn thỏa hiệp, và cuối cùng là bị đồng hóa. Buổi đầu mình ghét nó lắm, nhưng mà mình không có ngờ là nếu tiếp tục, một là tiếp tục sống nữa không có xa nhau, hai là mình gọi là không có cái sức đề kháng tốt, biết đề kháng không? Immune system. Mình không có sức đề kháng tốt thì sẽ có một ngày từ cái tâm thức đối kháng nó chuyển qua cái tâm thức thỏa hiệp, và cuối cùng là tâm thức bị đồng hóa.
cái này là lâu ngày thành bòn cho nên hay lắm. Cái duyên, cái 24 duyên rất là hay. Ngài nói là cái sự tương tác của là interaction của các pháp rất là hay. Và có những cái mà Hồng tôi rất là thích, ví dụ như mọi thứ đều do duyên à, và chính từng thứ lại là duyên cho thứ khác. Có hiểu không ta? Hiểu. Mọi thứ đều do duyên. Cũng giống như nhân quả vậy đó. Cái gì và chính đó, từng thứ lại là duyên cho cái khác. Cho nên nó trùng điệp. Đó là ông nội sanh ra bố, bố sanh ra con, rồi cái con nó sanh ra cháu. Nó cứ đi đây vậy đó. Tức là bố là quả của ông nội. Phải không? Nhưng mà bố thì lại là nhân tạo ra con. Con là quả của bố, nhưng mà con lại là nhân của cháu. Có hiểu không? Mà cái 24 này nó chi phối trong mọi tình huống. Chi phối tình huống, mọi tình huống là sao ta? Từ chúng sanh đến vật vô tri, rồi từ cái vô tri mà đến chúng sanh, cái 24 liên hệ, tức là trời đất cây cỏ nó đều có quan hệ với mình. Bây giờ cái quan hệ giữa vô tri với chúng sanh nè, thì chị nói sao? Thì chị nói trường hợp nào một là gì? Ví dụ con nhìn cái rồi vậy là quan hệ trong trong cảnh. Cảnh. Rồi rồi làm thứ hai. Nghe. Cảnh nữa, cảnh đất cây gom trong cảnh đi. Một là nó quan hệ trong trong hợp nó làm cảnh đúng không? Rồi thứ hai còn nữa không, hay là hết rồi? Nó quan hệ mật thiết không? Mật thiết không? Nó có quan trọng trong đời sống chúng sanh không? Có chứ. Mật thiết hay không? Nó đó, phải nói vậy, nó mạnh vậy đó. Sao trần nó quan ra đi nữa. Nó quan hệ trong cảnh, trong ý nghĩa là cảnh đúng không? Cảnh ý sư nói là tất cả đều là cảnh hết chứ không? Rồi, dĩ nhiên. Rồi bây giờ tôi hỏi là mấy cái thiên nhiên, những cái không phải chúng sanh đó, nó có quan hệ gì trong với chúng sanh hay không? Có chứ, ví dụ như nghe thì nó cũng ảnh hưởng tới cái rồi, thấy chưa? Môi trường. Rồi, một là cảnh, hai môi trường. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Có ảnh hưởng chưa? Dạ, có. Chắc chắn là ai mà không nói tôi đạo đâu mà sáng á. Tôi đạo đâu mà sáng chứ, giác nắng mà có ảnh hưởng không? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu hả? Rồi. Như vậy thì đó là quan hệ giữa vô tri với chúng sanh phải không? Dạ. Rồi, ngược lại. Chúng sanh với vô tri được không ta? Có không? Có. Có cách nào nói? mà nó rất là dễ. Con hiểu. Thí dụ như là một số người là tạo ra các cái khu công nghiệp, rồi các cái khu công nghiệp đó là xả thải thẳng ra môi trường đó. Đó rồi môi trường đó là nó bắt đầu nó bị ô nhiễm, rồi cá rồi nó bắt đầu chết. Nha, nó giống như kỳ rồi là cá chết. Thì như vậy là nó tác động lại đến cái kinh tế của người dân ở đó. Bây giờ phải vậy, phải học là phải khí thế hơn thật. Chứ còn mặt tái mét à, hỏi cái. Nó lớn quá ai dám nói. Là mình hét lớn hơn. Vậy bây giờ hiểu chưa? Dạ hiểu. Như vậy thì bởi vì trong kinh nói rất là rõ, điều kiện tạo ra vật chất có bốn. Dạ. Có nhớ bốn đó không? Dạ. Một là gì ta? Nghiệp. Rồi gì nữa? Tiếp. Rồi gì nữa? Nghiệp. Vậy sao? Nghiệp. Tâm. Rồi gì nữa? Vật thực. Dưỡng tố. Nghiệp, tâm, âm dương, vật thực. Rồi. Bốn cái này bốn cái tạo ra vật chất, tạo ra các thứ vật chất. Ít có người không học Phật pháp, ít có người dám tin rằng cây cỏ đất đá là đôi khi nó do nghiệp tạo. Biết chuyện đó không? Đôi khi chứ phải là always, nó là sống thai. Vì sao? Vì trong kinh nói do cái nghiệp chúng sanh nó khiến cho có những cái lúc chúng sanh phước nhiều á, những cái loài mà vô dụng hoặc là độc hại đó, nó mọc tràn lan. Hiểu không? Trong khi trong kinh nó cái thời mà chúng sanh có phước nhiều, cái thứ mà ăn được làm thuốc được nó dày đặc, còn cái thứ mà tầm bảy tầm ba đó là nó ít tràn lan, nó ít do phước nhiều á, thì thứ không cần thiết á, thứ mà không độc, thứ mà không cần thiết hoặc là độc hại nó ít đi. Còn mà cái thời mà nghiệp ác nó nhiều á, cái thứ ăn được không có nhiều. Tôi nói cho cô nghe là tôi nghe là chắc cô phải đồng ý cái này nè. Như hồi xưa là mình thấy tại đất Việt Nam mình hiếm có cái vùng đất nào mà tôi đi đâu cũng gặp hoa nó đầy như thị sĩ hết á.
hiếm lắm, mà bên thầy sĩ cái đó lại có, xem chưa? Do cái nghiệp. Nhưng mà cũng có cái này, nó có những cái dùng như là xưa tôi nó ở trong rừng á, tôi ở trong rừng nghe, hồi đó năm tôi 8 tuổi tới 12 tuổi tôi ở rừng, bước ra ngoài rừng đó, là cây cây ăn trái đó nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghe mấy người lớn mà họ lại đi làm củi, làm nấu, làm đốt than trong rừng, họ nói đó, là ngày xưa đó cái cây ăn trái nó nhiều hơn bây giờ nữa. Thí dụ như họ nói trong rừng ngày xưa đó, chuối rừng đu đủ là do mấy người đi làm rừng họ ăn đó, mà nó mọc rất là thành hoang luôn, hoang nghĩa là không được kiểm soát, nó đầy hết. Và đến đời tôi đó là trong rừng không còn nữa, nhưng mà trên núi còn, núi núi ông Trịnh kiểu cây số 88 á, tức là anh em tôi lên trên đem củi về chùa đó, là cứ biết đi đến mình gặp mấy cái nắp thùng đạn ấy, cái thùng đạn bằng sắt nó có cái cây, cứ đi xa xa gặp một cái đi chi để dân đi núi, mà bất cứ ai mà nó thấy cái đó nên đứng đọc một chút rồi mới đi tiếp để làm gì biết không, để làm gì, đuổi thú dữ. Cho nên tôi xài, tôi là người đầu tiên làm rẫy đó, thì tôi đem mấy cái miếng sắt với cái sắt để nó tôi đánh mấy ai đi chung tôi cũng cầm nó đập, nó đập cho thú nó bỏ nó đi. Rồi mình luyện cái đó, rồi cái người sau lên nó cũng, nhưng mà tôi cái đó quan trọng, mà cái quan trọng là cái này, tôi lên trên đó chuối chuối sim nó chín nguyên mùa, chị Hồng nó chắc chị nó chết thôi, nó chín nguyên mùa ai hái dính nguyên mùa. Còn mà đu đủ mà đất núi cũng biết nó tốt, tôi nói nó như con heo con vậy. Cái đó đu đủ mà nó chín vàng, tức là tôi nhìn nó tôi ngáp tôi buồn ngủ, tôi không có nghĩ đến mà sao lớp Việt Nam tôi coi thường, lớp tôi thấy nó nhiều quá, nó như con heo con vậy. Nó xuống. Bây giờ mà làm sao mình đi hái củi mà làm sao mà mình một tay nào mà bồng nó xuống núi, mở thay bồng thì làm cái gì, mình đã ngon no lên mà nó ngáp lên tới lỗ tai rồi bồng thì làm cái gì. Mà cô biết trong kinh đó cái thời mà chúng sanh có cái thứ nó nhiều lắm, cái cơ hội để nó sanh nó nhiều lắm. Rồi thì như vậy nãy giờ tôi kể chuyện tào lao cho bà con nghe để bà con thấy rằng thì ra cái duyên nghiệp chúng sanh nó có ảnh hưởng nhiều lắm, ảnh hưởng đến cái chúng sanh tác động đến vật vô tri tại chỗ đó, nghe chưa? Rồi tác động đến môi trường, thì như vậy thì mình sống trong thế giới này là sống trong thế giới của các duyên, của là của chư duyên là vậy đó. Có nghĩa là cái này tác động lên cái kia bằng cách nào đó, và cách kia nó tác động ngược lại cái này bằng cách nào đó, thì những cái cách đó được gói gọn lại gọi là duyên hệ. Chỉ đây tôi chỉ giới thiệu cho cô nghe thì bốn cái duyên này là cô thấy cái đạo mình xuất sắc rồi. Nhân có trước quả có sau gọi là tiền sanh duyên, nhân có sau quả có trước. Bữa tôi giải thích này còn nghe còn dạ, nhớ dạ, không? Dạ, có. Chiều nay mới có bạc ti, chiều nay mới có bạc ti mà sáng nay đã có người tới đây dọn dẹp nấu nướng. Trong khi cái nhân là chiều nay mới có bạc ti, hiểu không? Nhưng mà sáng nay là cái quả đi trước, vì chiều nay có bạc ti nên sáng nay ở đây phải có người tới dọn dẹp trang hoàng nấu nướng, đúng chưa? Còn cái tiền sanh duyên là gì? Là vì có đám cưới nên ở đây mới có đông người, mới có ồn ào. Vậy cái đám cưới nó mới có trước chứ. Có đám cưới thì mới có ồn ào. Còn có trường hợp đó là có ồn ào vì sẽ có đám cưới, có hiểu đâu? Không hiểu không? Người ta chuẩn bị đó. Lúc người ta chuẩn bị nó ồn thì cái nhà là đó vậy. Cái nhà đó là đó vậy, cái hai mẹ con à. Cái bà đó bà tám, đứa gái là con Lon, cái hai mẹ con là dáng que à. Nhưng mà vì bà đây mới gả con Lon này cho thằng Tấn ở xóm trên, cho nên chiều nay nó nguyên một cái rừng nó kéo tới đây nó quậy banh cái lại nhà các bạn. Như vậy thì rõ ràng mình thấy rằng cái chuyện mà ồn của nhà đó là quả của đám đông đúng không? Nhưng mà cái quả này có trước. Và chiều nay nè thì mới có đám cưới chính thức, ví dụ vậy đó. Cho nên nó là cái học giáo lý mình mới thấy, ồ thì ra mọi thứ ở đời này, mình cứ nhắc lại câu thần chú đây nè, mọi thứ ở đời này do duyên mà có, và chính nó lại là duyên do thứ khác, mọi thứ chứ không phải là mà không phải là một câu tức là cũng như cô ra cô nhìn cái gì cũng cô đâu có ngờ đó. Ông nói tôi không có tin. Tôi thấy có cái lá đó, cái lá đó đâu, nó là gì, cái đó là cái nó được tạo ra bởi cái cây, nhưng mà nó đâu là duyên như cái khác. Sai. Tôi hỏi cô, một cái lớp lá dày thế này nó có làm phân cho đất đúng không? Mà muốn để con lớp lá dày này phải là do nhiều chiếc lá cộng lại đúng không? Thấy chưa? Đừng có nói. Vẫn bây giờ mà tại sao thế giới bây giờ là thiếu cây xanh, là vì bà Hồng có đốn mà nói, tôi chỉ là 1/7 tỷ thôi, tôi đốn 1-2 cây làm gì vậy? Tôi có quyền đốn đất của bà, tôi cũng vậy. Đất của tôi cũng quyền đốn mà. Có 3 mạng lệnh mạng đốn 3 cây thì 3 mạng là 9 cây, mà 7 tỷ người mình nghĩ nó đốn bao nhiêu cây?
lúc đó cụ mới thấy nó nhiều, cụ hiểu chưa? Bà có thấy mấy xíu châu Á là sao nó rác nó nhiều, là bà lại mới ăn cái chuối dục, tôi cụ bắp dục, cụ uống lon nước dục, ba người cộng lại là thấy ba miếng rác rồi. Mà cụ tưởng tượng nguyên một cái con đường đó, sáng giờ là 7.000 người đi, cụ tưởng tượng đi, 7.000 người mà mỗi người liệm một miếng rác, thì cụ tưởng tượng 7.000 miếng rác thì con đường đó nó còn cái gì nữa? Mà tại vì lý do mình tưởng nó không có nhiều. Cô thấy Việt Nam sẽ rác mà. Đó là đứa nào cũng nói là không đáng kể hết. Tôi cứ chơi cứ bắp bà này cái vỏ chuối, cô có vỏ lon mà cứ như cái đứa một cái. Từ từ sáng tới chiều đoạn đường nó 7.000 người đi, 10.000 người đi, 5.000 người đi là con đường nó rác không. Cho nên hay đó. Và tại sao mình phải học về các duyên? Là vì hai lý do còn nhớ không? Lý do học duyên gồm có hai cái này kinh nói, không phải tôi nói. Một là gì ta? Để sống trách nhiệm hơn, có phải không ta? Có đúng, có đó đúng không? Để sống trách nhiệm hơn. Bởi vì mọi câu, bởi vì mỗi câu nói của mình nó có thể là điểm bắt đầu cho vô vàn chuyện khác, đúng không? Khi mình học các duyên là cái gì đầu tiên để sống trách nhiệm hơn? Thứ hai, để buông chấp thủ. Thì đó giờ mình tưởng mình là cái gì đó hay lắm, mà tới hồi bây giờ mình hiểu được rồi, hồi đó cái mũi cái duyên mà có, duyên có thì nó đến, mà duyên mất rồi thì nó dẹp. Hai cái ý nghĩa cao nhất, gọn nhất của cái lý do học duyên, duyên mở đô, duyên 12, duyên 14 nha. 12, 24, đó lý do học duyên là một là để mình sống trách nhiệm hơn, 12 là để buông cái trách thủ. Phải học, học để thấy, à thì ra, học để buông cái trách thủ. Vậy thôi chứ có gì hết. Nếu mà cái người nào mà có huệ căn chút xíu á, khi mà mình học 12 duyên hệ thì mình rút được nhiều bài học rất là hay. Do cái gì ta? Giờ vô mình đồng muốn đêm tạo nghiệp thiện ác, không chưa? Chính vì tạo nghiệp thiện ác nên có tâm đầu thai, không chưa? Rồi do đầu thai mới có 6 căn hết trần. Nếu mà có huệ căn mình sẽ hiểu ra một chuyện rất là rùng rợn. Do nghiệp thiện ác, bây giờ mình lấy ác ra đi. Do nghiệp thiện ác thì mình lấy trích cái ác ra nói chuyện. Do nghiệp ác tôi mới có các tâm đầu thai nên cõi gì ta? Đó, cõi xấu rồi, đúng muốn đạo từ cái nào rồi gì nữa. Khi mà tôi vô cõi này nè, cái 6 căn của tôi nó khác cái 6 căn của nhân thiên. Hiểu không? Tại sao nó khác? Ác mà, nó đừng ác mà. Tại vì khi mà từ cái thì nghiệp ác là nó dẫn đến cái cõi xấu, từ cõi xấu nên cái 6 căn của tôi nó hơi khác chỗ này, nó hơi khác chỗ này nè. Thích ăn phân, tôi rất là thích ăn phân người, tôi rất là thích ăn thịt sống máu tươi, có hiểu đâu? Hiểu hả? Hiểu không? Nhân xấu ra quả xấu. Tại vì do cái này nè, nó mới dẫn đến cái cõi này, từ cõi này nó mới ra 6 căn nó, mà cái 6 căn của tôi thì nó trên lý thuyết thì giống, thì mắt thấy tai nghe nhưng mà sai, nó khác chỗ đó, cho nên đó, ông triệu phú với đại gia, mình nói 6 căn với nó với mình thì khác hay giống? Khác hay giống? Suy nghĩ kỹ lại, suy nghĩ lại. Tại sao có ngủ xong? Xong là gì? Xong là cặp. 6 căn thì ý như nó đẹp hơn cái người. Tôi hỏi lại 6 căn của cái người phước nhiều và phước ít nó khác hay giống? Họ trả lời là vừa khác vừa giống. Cái phân sinh á là giống. Nhưng mà cái cảnh để biết nó khác chứ. Bằng chứng cái muỗng nhà giàu và muỗng nhà nghèo khác hay giống? Mình phải trả lời là vừa giống vừa khác. Giống ở chỗ là hình dáng, vật liệu, material giống. Đó. Nhưng mà nó khác chỗ nào? Muỗng nhà nghèo là nó múc gì? Múc mì tôm. Múc cơm nguội. Có không? Còn muỗng nhà giàu là yến nè, bầu ngư nè, đó nhân sâm nè, đó linh chi nè. Khác chứ. Chứ trong ngũ trong thức nó có hai cặp nhớ không? Ngũ trong thức quả thiện, ngũ trong thức quả ác, có chứ. Bởi cho nên nghiệp thiện ác nó tạo ra quả bình sinh và ngàn quả tái sinh đó nhớ không? Quả tái sinh là gì ta? Là cho đi cõi vui khổ nha. Còn cái quả bình sinh là gì ta? Là 6 căn biết cảnh bất toại, 6 căn biết cái cảnh như ý. Còn cái nó khác chứ. Cái muỗng nhà giàu, muỗng nhà nghèo nó vừa giống mà nó vừa khác. Giống nhau cái công dụng. Nhưng mà nó khác cái thực tế. Nó khác thực tế nhiều lắm. Tôi nói thiệt cái cô là tôi bây giờ tôi lớn tôi đi nước ngoài tôi mới biết.
Có nhiều người cả đời họ không biết yến là gì, có biết không? Quan nhiên hả? Yeah, cơ hỏi đâu ấy? Đúng rồi, đúng rồi con. Không phải ăn ít mà là không biết, cái bài là không phải là không không, không, không phải là ăn ít mà là không biết luôn. Không biết là trên đời này nó có cái đó. Yeah.